Thứ hai, tập trung nghe giảng, hạn chế rời khỏi vị trí trong quá trình học. Lưu ý, học sinh vi phạm quá 3 lần sẽ bị kích ra khỏi lớp học ngày hôm nay. Thứ ba, chỉ thảo luận những nội dung liên quan đến bài học trong phần chat box. Và cuối cùng, 4. Thái độ. Chúng ta hãy giữ một thái độ tôn trọng và lịch sự nhé. Cảnh báo, học sinh sẽ bị kích ra khỏi lớp khi nói tự do, bị nhắc nhở tối đa 2 lần, hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, kém văn minh. Như vậy, tất cả các em đã hiểu và nhớ được nội quy lớp học đúng không nào? Chúc các em có một buổi học thú vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình nhé! Chào các em! Để có một buổi học thật hiệu quả và bổ ích, các em hãy chú ý nội quy lớp học nhé! 1. Về không gian. Hãy chọn cho mình một không gian học tập yên tĩnh, đủ ánh sáng. 2. Thời gian. Đăng nhập vào lớp học trước 5 phút và hãy nhớ sử dụng tài khoản mang tên thật. 3. Các hoạt động học. Ở đây chúng ta sẽ có 3 điều cần lưu ý. Thứ nhất, chủ động tắt mic, tắt cam khi vào lớp. Hãy giơ tay khi muốn phát biểu và bật mic khi được gọi tên. Thứ hai, tập trung nghe giảng, hạn chế rời khỏi vị trí trong quá trình học. Lưu ý, học sinh vi phạm quá 3 lần sẽ bị kích ra khỏi lớp học ngày hôm nay. Thứ ba, chỉ thảo luận những nội dung liên quan đến bài học trong phần chat box. Và cuối cùng, 4. Thái độ. Chúng ta hãy giữ một thái độ tôn trọng và lịch sự nhé. Cảnh báo, học sinh sẽ bị kích ra khỏi lớp khi nói tự do, bị nhắc nhở tối đa 2 lần, hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, kém văn minh. Như vậy, tất cả các em đã hiểu và nhớ được nội quy lớp học đúng không nào? Chúc các em có một buổi học thú vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình nhé! Chào các em! Để có một buổi học thật hiệu quả và bổ ích, các em hãy chú ý nội quy lớp học nhé! 1. Về không gian. Hãy chọn cho mình một không gian học tập yên tĩnh, đủ ánh sáng. 2. Thời gian. Đăng nhập vào lớp học trước 5 phút và hãy nhớ sử dụng tài khoản mang tên thật. 3. Các hoạt động học. Ở đây chúng ta sẽ có 3 điều cần lưu ý. Thứ nhất, chủ động tắt mic, tắt cam khi vào lớp. Hãy giơ tay khi muốn phát biểu và bật mic khi được gọi tên. Thứ hai, tập trung nghe giảng, hạn chế rời khỏi vị trí trong quá trình học. Lưu ý, học sinh vi phạm quá 3 lần sẽ bị kích ra khỏi lớp học ngày hôm nay. Thứ ba, chỉ thảo luận những nội dung liên quan đến bài học trong phần chat box. Và cuối cùng, 4. Thái độ. Chúng ta hãy giữ một thái độ tôn trọng và lịch sự nhé! Cảnh báo, học sinh sẽ bị kích ra khỏi lớp khi nói tự do, bị nhắc nhở tối đa 2 lần, hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, kém văn minh. Như vậy, tất cả các em đã hiểu và nhớ được nội quy lớp học đúng không nào? Chúc các em có một buổi học thú vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình nhé! Chào các em! Để có một buổi học thật hiệu quả và bổ ích, các em hãy chú ý nội quy lớp học nhé! 1. Về không gian. Hãy chọn cho mình một không gian học tập yên tĩnh, đủ ánh sáng. 2. Thời gian. Đăng nhập vào lớp học trước 5 phút và hãy nhớ sử dụng tài khoản mang tên thật. 3. Các hoạt động học. Ở đây chúng ta sẽ có 3 điều cần lưu ý. Thứ nhất, chủ động tắt mic, tắt cam khi vào lớp. Hãy giơ tay khi muốn phát biểu và bật mic khi được gọi tên. Thứ hai, tập trung nghe giảng, hạn chế rời khỏi vị trí trong quá trình học. Lưu ý, học sinh vi phạm quá 3 lần sẽ bị kích ra khỏi lớp học ngày hôm nay. Thứ ba, chỉ thảo luận những nội dung liên quan đến bài học trong phần chat box. Và cuối cùng, 4. Thái độ. Chúng ta hãy giữ một thái độ tôn trọng và lịch sự nhé! Cảnh báo, học sinh sẽ bị kích ra khỏi lớp khi nói tự do, bị nhắc nhở tối đa 2 lần,
hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, kém văn minh. Như vậy, tất cả các em đã hiểu và nhớ được nội quy lớp học đúng không nào? Chúc các em có một buổi học thú vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình nhé! Chào các em! Để có một buổi học thật hiệu quả và bổ ích, các em hãy chú ý nội quy lớp học nhé! 1. Về không gian. Hãy chọn cho mình một không gian học tập yên tĩnh, đủ ánh sáng. 2. Thời gian. Đăng nhập vào lớp học trước 5 phút và hãy nhớ sử dụng tài khoản mang tên thật. 3. Các hoạt động học. Ở đây chúng ta sẽ có 3 điều cần lưu ý. Thứ nhất, chủ động tắt mic, tắt cam khi vào lớp. Hãy giơ tay khi muốn phát biểu và bật mic khi được gọi tên. Thứ hai, tập trung nghe giảng, hạn chế rời khỏi vị trí trong quá trình học. Lưu ý, học sinh vi phạm quá 3 lần sẽ bị kích ra khỏi lớp học ngày hôm nay. Thứ ba, chỉ thảo luận những nội dung liên quan đến bài học trong phần chat box. Và cuối cùng, 4. Thái độ. Chúng ta alo, các bạn nghe được thầy nói không nhỉ? Xin chào các bạn nhá. Thầy sẽ share cái màn hình qua đã. Chào các bạn. Các bạn lớp 11 2K5 đúng không? Thông thường thì đây là cái buổi đầu tiên mà thầy dạy cho các bạn 2K5, thì còn thông thường thì thầy sẽ dạy cho các anh chị 2K4. Đấy. Anh Giả, hôm nay cũng đông ghê nhỉ? Bình thường không biết là có đông như này không? Hôm nay là buổi đầu tiên thầy dạy cho các bạn 2K4 à 2K3, 2K5, quên mất đấy. Thế thì giới thiệu qua một chút nhá, giới thiệu qua một chút này, hy vọng là sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn, được chưa nào? Thầy cũng sẽ có những cái bài giảng mà nếu mà bạn nào mà có mua sẵn cái khóa tự học ấy thì cũng biết, cũng sẽ biết tên thầy thôi. Thế ở đây thì thầy có ghi trên này rồi, đây là tên thầy nhá, được chưa nào? Đấy, đây là tên thầy, được chưa? Cái profile như thế nào thì thôi, chúng ta không quan tâm lắm, mặc dù là các bạn có thể đọc thêm ở trên cái trang là Vui Học. Ở đây thì thầy cũng không muốn là chúng ta chém gió quá nhiều về cái profile làm gì. Theo thầy thì cái chuyện mà profile mà có khủng hay không, có như thế nào, thì quan trọng đấy là các bạn làm sao các bạn hiểu bài. Đấy là điều thầy nghĩ rằng là quan trọng nhất. Có thể là ví dụ như là có những người ví dụ như là có thể là profile, có thể là ví dụ như là các bạn thấy rằng là ví dụ giả sử thầy giới thiệu cho các bạn chém gió với các bạn một tí chẳng hạn, là thầy giới thiệu là thầy điểm cao hay như thế nào đấy chẳng hạn, thì cái điều ấy không quan trọng nhá. Bởi vì là cái trong cái quá trình giảng cho các bạn thì cái điều ấy mới là điều quan trọng, được chưa? Cho nên là đôi khi mà các bạn thấy rằng là ví dụ như là có người này người kia mà cứ giới thiệu là có khủng quá chẳng hạn, thì cứ bình tĩnh thì thế nào. Đấy. Chúng ta cứ xem là chúng ta học xem là có hiểu bài hay không, đấy mới là điều quan trọng nhá. Thế thì theo thầy là chúng ta sẽ làm quen với nhau một chút là như vậy, được chưa nào? Các bạn chỉ cần nhớ là thầy tên là thầy Tài, được chưa nhá? Thế thầy sẽ nói qua một chút này. Chào các bạn nhá. Đây là cái buổi đầu tiên mà thầy dạy cho các bạn. Thế thì chúng ta sẽ nói qua một chút nhá. Về cái nội quy thì lúc nãy thì bên công ty Vui Học thì cũng đã phát cho các bạn rồi đúng không? Thế thì thế này, đó là thông thường thì những cái buổi của thầy thì cũng khá là vui vẻ thôi. Thầy thì cũng khá là dễ tính, cũng không có gì là khó khăn với các bạn cả. Các bạn có thể là chat này, thầy có thể là đọc cái chat box của các bạn. Nhưng mà không nhất thiết là các bạn phải chat đâu. Bởi vì đôi khi chat thì ví dụ có những bạn mà học trên điện thoại ấy, thì cái màn hình của các bạn nó cứ bị cái tin nhắn nó che lên thì nó hơi khó chịu. Thì một là các bạn giơ tay cũng được, các bạn bật mic lên, các bạn nói tương tác với thầy, thì đấy là cái mà nó gọi là cái hơn hẳn so với cả Facebook đúng không? Facebook có khi là các bạn chat rồi xong bắt đầu chờ thầy bắt đầu là đọc xong bắt đầu mới trả lời các bạn, có khi lúc đấy là sang bài khác mất rồi, đúng không? Thì cứ thoải mái nhá, học với thầy thì các bạn cứ thoải mái, được chưa? Học với thầy thì các bạn thoải mái này, cho nói chuyện là các bạn mà không hiểu chỗ nào cái là các bạn cứ hỏi luôn, bật mic hỏi luôn, không vấn đề gì nhá. Ok, bây giờ thì quay trở lại này, bây giờ quay trở lại một chút này, thầy hỏi xem là như thế này nhá, thì thầy còn biết hướng để dạy cho các bạn này. Đó là trên lớp ấy thì các bạn đã học hết cái phần khoảng cách chưa?
Và thực ra thì đến cái tầm này thì thầy biết rằng là nhiều trường còn bây giờ là dục dịch chuẩn bị thi học kỳ rồi. Thì bây giờ thì hãy hỏi xem là các bạn đã học hết cái phần khoảng cách chưa? Và tình trạng là đến đâu rồi? Cái phần hình lớp 11 này nhiều bạn là mất gốc lắm, học rồi nhưng mất gốc rồi, thế à? Đấy. Rất là nhiều bạn thầy nghĩ rằng là bởi vì trong cái suốt cái năm vừa rồi gần như các bạn là học online là chính, đúng không nhỉ? Học online thì chúng ta thấy rằng là cái khả năng tập trung của chúng ta cũng không cao lắm, đúng không? Cộng thêm với lại cả ví dụ như là nếu mà thầy cô có giảng nhanh quá chẳng hạn thì các bạn không theo kịp. Cái phần này của các bạn thì nó lại có bạn thì rồi, có em thì mới tới này, có chỗ bạn có bạn thì bảo là em chưa tới này. Ok, các bạn thấy rằng là cái phần này của các bạn nó sẽ là cái phần rất là quan trọng của cái chương trình kỳ 1 lớp 12. Cái phần này mà các bạn mất gốc thì thôi, xác định luôn là cái chương trình kỳ 1 lớp 12 bộ môn hình học của các bạn là coi như chúng ta bỏ luôn. Lý do là bởi vì cái chương trình kỳ 1 lớp 12 của các bạn phần hình học nó là nâng cấp lên của cái phần lớp 11. Đấy, tóm lại là thế nhá. Ok, bây giờ thì rất là nhiều bạn thì có bạn thì học rồi, có bạn thì chưa học. Thế thì thôi, chúng ta cứ thống nhất với nhau là thầy sẽ giảng hết sức là chậm rãi cho các bạn, được chưa nào? Giảng hết sức chậm rãi cho các bạn. Chúng ta cứ thống nhất với nhau nhá là cứ mỗi một phần lý thuyết thì thầy sẽ đi một phần bài tập, được chưa? Cứ lý thuyết đang xem cho bài tập. Thông thường thì thầy dạy cho các bạn thì sẽ cung cấp đầy đủ lý thuyết. Các bạn lấy vở ra, các bạn ghi chép lý thuyết đàng hoàng cho thầy, được chưa? Phần bài tập này, phần bài tập thì thầy sẽ giảng này, thầy sẽ giải cho các bạn này. Sau đó thì cuối buổi thì thầy đều gửi lại cái file này cho các bạn, cho nên các bạn có thể yên tâm nhá. Ok, được chưa? Ta vào nhá. Ta vào nhá. Nào bây giờ các bạn mở cái phần lý thuyết ra cho thầy. Thế thì nhớ này, cái bài ngày hôm nay nó là bài khoảng cách. Nhưng mà ấy, cái bài khoảng cách này ấy, thì các bạn nhớ là nó sẽ có hai cái phần. Đó là khoảng cách từ điểm cho đến mặt phẳng và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thế trong nội dung mà thầy dạy cho các bạn bài ngày hôm nay, đấy là bài số 4 này của các bạn ấy, đó là liên quan đến là khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Nó có một cái dạng nữa là nó thuộc vào bài số 5, đó là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thì cái tình huống này thì các bạn sẽ được học sau, được chưa nhỉ? Thì còn hôm nay ta sẽ quan tâm đến là khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Thế trong cái phần mà khoảng cách từ điểm mặt phẳng ấy thì các bạn nhớ này, nó sẽ có ba cái tình huống mà các bạn sẽ rất là hay gặp. Đấy là khoảng cách từ chân đường vuông góc, chân nhá, chân đường vuông góc cho đến là một cái mặt phẳng, mặt nghiêng, một mặt nghiêng đi. Đấy. Đấy, chờ chấm chỗ này, mặt nghiêng nhá. Cái khoảng cách thứ hai đấy là khoảng cách mà nó là khoảng cách từ một điểm bất kỳ, được chưa? Khoảng cách bất kỳ nhá, bất kỳ này. Cho đến là một cũng là một cái mặt nghiêng, được chưa nhỉ? Thầy sẽ tạm gọi là mặt nghiêng là thầy sẽ ký hiệu là MN đi, được chưa? Và khoảng cách thứ ba mà các bạn rất là hay gặp trong đề thi, được chưa nhỉ? Ba cái tình huống này nó gần như nó chiếm hết tất cả, được chưa? Nó chiếm hết tất cả, gần như là như thế, chắc là nó phải lên đến 97-98% rồi, được chưa? Đó là khoảng cách từ một cái điểm thuộc đáy, từ điểm thuộc đáy nhá, thuộc đáy này cho đến là một cái mặt đứng. Đấy, thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn ba cái phần này. Gần như nó sẽ quét hết tất cả cái phần mà liên quan đến khoảng cách từ điểm cho đến mặt phẳng, được chưa? Nào bây giờ ta sẽ vào phần đầu tiên, phần một nhỏ. Ở đây bạn nào đã biết rồi, ok, các bạn có thể nghe lại. Bạn nào chưa biết hoặc là mang mất gốc, ghi lại luôn nhá. Nào, khoảng cách từ chân đường vuông góc, từ chân đường vuông góc này, chân đường vuông góc cho đến là một cái mặt nghiêng, được chưa? Mặt nghiêng nhá. Đấy. Chân đường vuông góc cho đến mặt nghiêng. Được chưa? Ok. Bây giờ thì ta sẽ đi vào cái phần bài toán như sau. Nó gọi là bài toán gốc như thế này. Đề bài người ta cho chúng ta đó là cho một cái hình chóp, nó là SABC như thế này. Đây là gọi là bài toán gốc. Có lẽ bài toán này thì là cái bài toán mà bạn nào cũng làm được. S này, được chưa? A này, được chưa? B này, C nhá, được chưa? Bây giờ đề bài người ta bảo chúng ta đó là khoảng cách từ A, nhớ là A là chân đường vuông góc nhá, cho mặt nghiêng thì nó chính là mặt SBC, mặt SBC là mặt nghiêng. Đấy. Chứ còn nếu mà ví dụ mặt SAB ấy và mặt SAC ấy, thì cái mặt này của các bạn thì thầy sẽ gọi là mặt đứng. Mặt đứng là mặt phẳng mà nó chứa đường cao thì được gọi là mặt đứng. Thì lát nữa chúng ta sẽ đến với cả cái tình huống này, được chưa? Nhớ rằng là đây là người ta hỏi chúng ta đó là khoảng cách
từ một cái chân đường góc đến một mặt nghiêng. Thì ta sẽ làm hai động tác nhá, bước số 1 này, bước 1 nhá, bước 1. Đấy, đấy là từ A, từ A. Các bạn kẻ giúp thầy là AH nó vuông góc với cả là BC. BC là cái gì? Thì em nhớ rằng BC nó chính là giao tuyến của mặt nghiêng và mặt đáy, nó chính là giao của mặt FBC này, cái mặt mà chúng ta đang cần tính khoảng cách đến ấy, giao với cả là mặt phẳng ABC. Được chưa? Tiếp theo, bước 2, bước 2. Đấy là cái gì? Bước đầu tiên đây nhá, thầy sẽ dùng một màu khác, thầy sẽ làm cho các bạn. Đấy. Đây là H nhá, được chưa? Bước 2, đó là từ A này ta cũng kẻ một cái đường nữa, nó gọi là AK. Được chưa? Các bạn kẻ giúp thầy này, kẻ từ A. Từ A. Kẻ nhớ là kẻ hai đường nhá, kẻ AK. Nhưng mà nó sẽ vuông góc với cả là SH. Thì từ đây ta suy ra là khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC của các bạn ấy, được chưa? Nó chính là đoạn AK. Đấy, ghi lại cho thầy. Cái đoạn này thì thầy sẽ giúp các bạn là chúng ta chứng minh một chút. Chúng ta chứng minh một chút, sau đó thì chúng ta sẽ vào phần bài tập. Lý thuyết nó chỉ có thế này thôi, được chưa nhỉ? Cái dạng một của bạn lý thuyết nó chỉ có thế này thôi. Thầy cứ đan xen giữa lý thuyết và bài tập nhá. Nào bây giờ thầy sẽ chứng minh qua cho các bạn một chút. Đoạn chứng minh này. Đấy, đoạn chứng minh nhá. Lý do tại sao thầy cần chứng minh, bởi vì một số thầy cô ở trên lớp ấy, một số trường thì có thể là thi lớp 11 mà thì có thể là thi theo kiểu tỷ lệ 73, tức là vẫn có cái kiểu là thi lý thuyết à, thi thi theo kiểu là tự luận, được chưa nhỉ? Đấy, một số trường thì thi theo hình thức là trắc nghiệm 100%. Chứng minh nhá. Bây giờ nó sẽ có như sau. Cái thứ nhất đó là chúng ta có anh BC này của các bạn thì nó đang vuông góc với anh AH. Cái này theo cách kẻ đúng không? Thứ hai, chúng ta nhìn thấy anh BC này của bạn nó đang vuông góc với SA. Bởi vì SA đang vuông góc với mặt phẳng đáy, được chưa? Thì từ đây ta suy ra là anh BC này của các bạn nó vuông góc với cả mặt phẳng đó là SAH. Thế nếu mà vuông góc với cả mặt phẳng SAH thì ta suy ra BC của các bạn nó vuông góc với cả là AK luôn, được chưa nhỉ? Đấy. Vuông góc với mọi đường mà, đúng không? Mặt khác chúng ta có như sau, mặt khác này. Đấy. Thì chúng ta lại nhìn thấy rằng là anh AK này của các bạn, anh AK này này. Đấy. Thì nó lại vuông góc với cả cái anh SH. Đúng không? Theo cách chúng ta kẻ ở trên, được chưa? Thì từ đây ta suy ra, các bạn nhìn thấy không? AK vuông BC, AK vuông SH. Vậy từ đây ta suy ra là AK nó vuông góc với cả mặt phẳng đó là mặt phẳng FBC. À, nếu AK đã vuông góc với cả mặt phẳng này, vậy từ đây ta suy ra là cái khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC nó chính là đoạn AK. Được chưa? Đấy, đây là cái phần chứng minh. Được chưa nào? Đấy. Các bạn ghi xong, sau đó ta vẫn vào phần bài tập nhá. Ai chà, hôm nay lớp đông ghê nhỉ, 70 mấy bạn đây này, 70 mấy bạn vào vào dần đây này. Ok, buổi sau các bạn vào sớm nhá, vì là thường thì thầy cũng chỉ chém gió với các bạn khoảng cỡ 5 phút đầu thôi, được chưa? Gọi là làm quen lúc đầu thôi, chứ còn ví dụ như là các anh chị lớp 12 ấy, là thường là thầy sẽ khoảng cỡ 2-3 phút là thầy vào luôn, được chưa nào? Không mất nhiều thời gian đâu. Cho nên là đây là buổi đầu thì các bạn lần sau thì các bạn cứ vào sớm với thầy nhá, cứ vào sớm. Chúng ta thống nhất với nhau là cứ khoảng cỡ 5 phút sau là thầy đã dạy rồi, được chưa? Nào, các bạn ghi xong thì comment giúp thầy. Ghi xong thì comment giúp thầy, ghi xong lý thuyết thì comment giúp thầy. Khoảng cách từ chân đường vuông góc đến một mặt gọi là mặt nghiêng. Được chưa? Chữ mình xấu quá. Mặt nghiêng nhá. Được chưa? Nào, comment xong à, comment giúp thầy nhá. Nếu mà xong rồi thì comment giúp thầy. Thầy sẽ chờ các bạn. Ok, bởi vì là kể cả lớp 12 cũng thế, thường là thầy sẽ dạy rất là giờ chưa hiểu lý thuyết thì bài tập có sao không thầy? Không sao em ơi, không sao em ơi, em mới vào hu hu. Không sao em ơi, chưa hiểu lý thuyết cứ bình tĩnh, được chưa? Bởi vì cái lý thuyết này thì lát nữa ấy, vào khoảng cỡ 2 đến 3 bài tập là em sẽ hiểu, được chưa nào? Khoảng cỡ 2 đến 3 bài tập. Cứ nhớ cho thầy này, khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng ấy thì các bạn hình dung nhá, như thế này này. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, giả sử đây là mặt phẳng P nhá, được chưa? Thì ví dụ thầy gọi là khoảng cách từ A đến mặt phẳng này thì chẳng qua bản chất ấy, nó chính là cái đường vuông góc hạ xuống đây này. Đây là H của các bạn này, được chưa? Thì cái khoảng cách mà từ A ấy đến cái mặt phẳng P của các bạn ấy, bản chất nó chính là đoạn AH. Thì AH của các bạn, nhớ này, AH này đang vuông góc với cả mặt phẳng P. Được chưa? Đấy, H thì là nó thuộc vào mặt phẳng rồi. H thì thuộc vào mặt phẳng P rồi. Đấy. Vậy tương tự như thế,
thì khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC nó là đoạn AK, thì có nghĩa rằng là AK của các bạn này nó đang vuông góc mặt phẳng FBC, thì ta suy ra cái khoảng cách của bạn nó chính là đoạn AK. Ok, giống kiểu anh em này, được chưa? Đấy, ví dụ như là chỗ này là AK đi, ví dụ thế này đi, là chữ K ở đây đi, đấy chữ K ở đây đi, cho nó đồng nhất, được chưa? Cho nó đồng nhất nhá, AK này, được chưa? AK này, chưa? AK này, được chưa nào? Ok chưa? Trong đó K thì nằm trong mặt phẳng, ok chưa? Đấy, đấy là khoảng cách từ điểm cho đến mặt phẳng nhá. Chỗ bước 1 ý ạ, à. Bước 1 à, bước 1 nhá. Bước 1 này, bước 1 nghe này, từ A em kẻ một đường này, được chưa? Đây nhá, đề bài người ta đang bảo là chúng ta này là mặt FBC này, em cứ nhớ này, đề bài người ta đang bảo chúng ta đến mặt nào thì em sẽ tìm giao tuyến của mặt đấy với mặt đáy cho thầy, tìm giao tuyến trước, được chưa? Tìm giao tuyến này, em đánh lên cho thầy này, tìm giao tuyến này, được chưa? Sau khi tìm giao tuyến xong này thì em kẻ một đường từ A, em kẻ AH nó vuông góc với giao tuyến, được chưa? Đấy là bước đầu tiên, được chưa? Cứ nhớ là có hai bước, được chưa? Bước đầu tiên là kẻ vuông góc với giao tuyến, được chưa? Bước thứ hai, sau khi đã tìm được cái điểm điểm chân đường góc mà hạ xuống giao tuyến rồi, các bạn nối quay về cái đỉnh cho thầy, nối quay về cái đỉnh H này, đỉnh S này cho thầy, được chưa? Sau đó từ A các bạn kẻ một đường nữa của các bạn, được chưa nào? Nó vuông góc với cái anh SH này, được chưa? Đây được gọi là bài toán gốc, được chưa nào? Cứ làm, cứ ghi vào đã. Sau đó thì chúng ta sẽ có khoảng 2 đến 3 bài là chúng ta sẽ nắm được cái anh này. Được chưa? Vào bài tập nhá. Được chưa nào? Vào bài tập nhá. Ok chưa các bạn? Nào chúng ta vào bài tập nhá. Đồng ý chưa? Ok, nào vào bài tập. Nào, ok, nào vào bài tập này. Đây. Bài số 1 của các bạn như sau, người ta cho một cái hình chóp đó là SABC có đáy nó là tam giác vuông tại A, ta vẽ vào cái hình luôn nhá. Ta vẽ vào hình luôn này. Đây, cái màn hình nhá. Đấy, anh này của các bạn đây, đúng không? Tam giác A này, B này, C này, đúng không? Nhớ là cái hình không gian của các bạn ấy, thì cái tam giác của các bạn là vuông hay là không vuông hay là tam giác đều thì ta vẽ thành tam giác thường hết, được chưa? Bởi vì hình không gian thì nhìn nó sẽ bị méo mà, được chưa? Anh này tam giác vuông tại A, được chưa nào? Biết rằng là SA vuông góc với cả mặt phẳng ABC. Đây, anh này SA đây, được chưa? Vuông góc đây nhá, này, vuông góc đây. Anh này S đây, được chưa? Này, đối vào SBC của các bạn đây. À, các bạn nhớ rằng là các bạn nên làm quen với cái chuyện là các bạn vẽ hình bằng tay. Thì rất là nhiều bạn là cầm cái thước vẽ. Nhưng mà em nhớ rằng là lên lớp 12 mà các bạn cầm cái thước vẽ thì nó rất là mất thời gian, được chưa? Đề bài người ta cho AB của các bạn 2A. Thì trong tất cả các bài toán này, với người khác thì thầy không biết là thống nhất như nào. Nhưng mà với tất cả những bài toán mà có chữ A nhá, thì các bạn cứ cho thầy là A của các bạn bằng 1. Chúng ta tính toán nó rất là nhanh. Ví dụ như thế thì A của AB của các bạn bằng 2. Ta thống nhất với nhau nhé. AC thì nó bằng 3. Cứ cho A bằng 1 cho thầy. SA của các bạn thì bằng 4. Ok, được chưa? Người ta hỏi chúng ta là khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC đúng rơi vào cái tình huống mà thầy vừa mới làm cho các bạn chưa? Được chưa nào? Nào. À, ở đây thì thầy nhắc thêm cho các bạn cái đoạn này. Thầy nhắc thêm cho các bạn cái đoạn này nữa. Em chưa hiểu lắm trong quá trình làm bài tập thầy giảng từ từ một xíu. Ok. Nào. Chú ý chỗ này, cái đoạn này thì rất là nhiều bạn quên. Chú ý này, chỗ này chú ý nhá, ghi thêm vào phần lý thuyết cho thầy. Chú ý này, đó là một số những công thức mà các bạn rất là hay gặp và rất là hay sử dụng thì như sau. Nhớ này, chỗ này thì thầy sẽ tua lại cho các bạn một chút về các cái hệ thức lượng ở trong cái tam giác vuông nhá. Được chưa nào? Đây là tam giác A này, B này, C này, được chưa? Anh này là vuông A này, anh này của các bạn là H này, được chưa? Là đường cao nhá. Ta sẽ có các cái hệ thức như sau, ta có các hệ thức như sau. Một, đấy là một trên cho AH bình, anh này của các bạn với tần suất xuất hiện rất là nhiều, đó chính là một chia cho AB bình, được chưa? Cộng với cả là một chia cho AC bình, được chưa nào? Đấy, đấy là công thức đầu tiên. Công thức thứ hai, công thức thứ hai mà công thức này thì các bạn cũng hay dùng nhưng mà nó ít dùng hơn anh đầu tiên, đó là công thức mà liên quan đến là AB bình của các bạn thì nó bằng là BC, tức là bình phương mỗi cạnh góc vuông ấy thì bằng cạnh huyền như hình chiếu của nó chính là BH. Đấy, công thức số 3 thì anh này tương tự như thế, thì AC bình của các bạn thì nó bằng BC nhân với cả là CH. Đấy, được chưa? Bạn nào quên thì ghi lại, nhớ là cái công thức đầu tiên này ta sẽ dùng rất là nhiều, được chưa nhỉ? Đấy, tiếp đến là chúng ta có như sau này. A thôi, có lẽ là chắc chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi. Anh này của các bạn nó còn Pythagore rồi các thứ nữa thì nó đơn giản thì thầy sẽ không nhắc ở đây, được chưa nhỉ? Pythagore nữa thì AB bình cộng AC bình bằng BC bình, nó đơn giản đúng không?
Anh này của các bạn là chúng ta có được cái gì nhỉ? Thôi chắc là chỉ cần như thế này thôi là các bạn cũng đã đủ để các bạn làm bài tập rồi. Được chưa? Không cần phải nhiều đâu. Được chưa nào? Tiếp theo mà thầy sẽ nhắc lại cho các bạn một chút. Đó là nếu mà gọi là tam giác đều. Cái này cũng dùng hay dùng rất là nhiều luôn này. Tam giác đều nhá. Tam giác đều này. Nhớ rằng là đường cao trong tam giác đều của các bạn ấy. Nó bằng công thức bằng như sau. Cạnh nhân với cả căn 3 chia cho 2. Diện tích của tam giác đều nó chính là cạnh. Bạn nào mà quên hoặc là chưa biết thì ghi lại nhá. Cạnh bình phương căn 3 chia 4, được chưa nào? Đến tam giác đều nhá. Nếu mà tam giác của các bạn nó gọi là tam giác vuông cân. Vuông cân. Đấy, tam giác vuông cân nhá. Thì bây giờ thế này, chúng ta có tam giác vuông cân này. Đấy, tam giác vuông cân đây. Đây là giả sử là A này, B này, C này, được chưa? Tam giác này gọi là tam giác vuông cân, hai cái này bằng nhau. Thì cái cạnh huyền của các bạn nhớ nhá, cạnh huyền này, cạnh huyền này thì bằng là cạnh góc vuông, cạnh góc vuông nhân với cả là căn 2, được chưa? Cạnh huyền bằng cạnh góc vuông nhân với căn 2 cho thầy. Thực ra là nó xuất phát từ Pythagore nhưng mà chúng ta nhớ được thì chúng ta làm rất là nhanh, được chưa? Ghi lại những anh này giúp thầy chưa nào. Ok đấy, ghi lại đi. Và nếu mà tam giác này của các bạn là tam giác vuông bình thường ấy nhá. Nếu mà tam giác vuông bình thường, đây thầy lỡ vẽ cái tam giác này tam giác vuông cân rồi. Nhưng mà tam giác vuông bình thường thì chúng ta cũng có cái tính chất đó là cái đường trung tuyến của các bạn thì nó bằng nửa cạnh huyền, nhớ chưa? Thế này, anh này của các bạn nhá. Ví dụ đây là M của các bạn này, thì nhớ này là AM của các bạn thì nó bằng là BC chia 2. Đấy, bạn nào quên cái này thì ghi hết lại cho thầy. Sau đó thì thầy sẽ vào phần bài tập và chỉ từ bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ chiến bài tập thôi. Ok chưa? Cung cấp lý thuyết trước đã. Ghi lại nhá. Xong rồi ghi xong rồi thì cũng comment cho thầy để thầy biết được chưa nào. Ghi xong rồi thì comment nhá. Nhớ này, cạnh huyền của các bạn này. Cạnh huyền này. Giảng rất là chậm cho các bạn. Ghi lại hết công thức cho các bạn. Rồi xong rồi đúng không? Ok, nào vào phần bài tập nhá, nào phần bài tập. Bây giờ ta quay trở lại với bài số 1 của các bạn. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC bằng bao nhiêu? Thì nhớ rằng là bài này nó chính là cái bài mà thầy vừa mới giới thiệu trong phần lý thuyết xong, đúng không ạ? Ta kẻ hai đường này. Nhớ nhá. Đầu tiên thì các bạn tìm giúp thầy đó là cái mặt phẳng FBC này của các bạn ấy nó giao với cả mặt phẳng đáy ABC tại đâu? Thì các bạn thấy rằng là nó giao nhau theo giao tuyến là BC. Thì các bạn có thể là đánh cái anh này lên cho thầy này. Đấy, để nhìn cho nó rõ này. Sau đó thì các bạn kẻ làm một cái động tác là kẻ giúp thầy là kẻ AH. Nó vuông góc với cả BC. Được chưa? Và tiếp là chúng các bạn kẻ tiếp một cái đường nữa, nhớ này, kẻ AH này cũng có BC nhá. Đấy, anh này của các bạn là H đây, được chưa? Sau đó thì các bạn nối quay về đỉnh cho thầy này. Đấy, được chưa? Kẻ AK và nó vuông góc với cả anh SH. Được chưa? Đây. Đoạn này đây. Được chưa nào? Đây là K của các bạn đây. Cái phần chứng minh thì trong phần lý thuyết thầy đã chứng minh rồi thì ở đây thầy không chứng minh nữa. Được chưa? Cứ nhớ cho thầy là có hai đường như thế này. Thì từ đây ta suy ra là cái khoảng cách mà từ A ấy đến mặt phẳng FBC của các bạn ấy đúng không, thì nó chính là anh AK. Thế bây giờ nhiệm vụ của các bạn đó là đi tính anh AK. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy cho thầy như sau, đó là ta nhìn này là tam giác SAH của các bạn đấy là tam giác vuông đúng nhỉ, à xét tam giác vuông nhá, tam giác là SAH của các bạn nhớ nhá đúng không, bởi vì SA nó vuông mặt phẳng đáy mà, được chưa? Thì từ đây ta dẫn ra là 1 trên AK bình, 1 trên AK bình có phải là AK của các bạn đóng vai trò là giống như đường cao không, được chưa, giống như đường cao không, thì nó bằng là 1 trên cho là SA bình. Đấy, được chưa? Cộng với cả là 1 trên cho AH bình. Đúng không nào? Đấy, mỗi đây trong phần lý thuyết thầy nhìn lại cho các bạn nhìn lại nhé. 1 trên AH bình này, 1 trên AB bình, 1 trên AC bình. Được chưa? Thế này tương tự như thế đúng không? Thế còn như vậy là trong cái công thức này ấy, thì các bạn nhìn giúp thầy như sau, nhìn giúp thầy này. Đó là trong công thức này thì SA người ta cho rồi. Vậy nó chỉ còn là anh AH đúng không các bạn? À thế thì chúng ta lại phải tính anh AH, rồi chúng ta dựa vào tam giác ở dưới đáy là tam giác ABC của các bạn. Được chưa? Thì tam giác này vẫn là tam giác vuông tại A và AH đóng vai trò giống như đường cao. À vậy 1 trên AH bình. 1 trên AH bình. Thì bằng 1 trên cho là AB bình. Cộng với cả là 1 trên AC bình. À vậy các bạn lắp vào đây giúp thầy thì anh này là 1 trên AK bình của các bạn. Đấy, thì bằng 1 trên cho SA bình. Cộng với cả là 1 trên cho là AB bình. Cộng với cả là 1 chia cho là AC bình. Bây giờ các bạn có số hết rồi, các bạn lắp vào giúp thầy anh này là 4 bình này. Đúng không?
1 trên cho là AB bình là 2 bình này, đúng không? Cộng với cả 1 trên cho là 3 bình này. Đấy, được chưa? Thầy bấm máy luôn ở bên ngoài nhá. Thầy bấm máy luôn. Cái này thì nó nhẹ nhàng rồi, thầy bấm máy luôn nhá. 1/16 cộng với cả anh này là 1/4. Cộng với cả anh này nó là 1/9. Được chưa? Kết quả là 61/144, 61/144. Thế thì từ đây ta suy ra là AK bình của các bạn. Đây là 1 trên AK bình mà. AK bình sẽ bằng 144 phần 61. Và từ đây ta suy ra AK. Các bạn căn giúp thầy là xong, đúng không? Căn giúp thầy này. 12 căn 61 trên 61. 12 này. Căn 61 phần 61. Nhìn số khá là xấu nhưng mà có đáp án ra. Được chưa? Cứ nhớ cho thầy là trong tất cả các bài toán thì chúng ta sẽ thống nhất với nhau là cứ cho A bằng 1 cho thầy nhá. Ok chưa? Đến đây thì có bạn nào hỏi không? Thầy đoạn giảng lại cái đoạn tam giác ABC đi ạ. À. Đoạn nào nhỉ? Đâu? Đoạn nào nào? Bật mic lên, bật mic lên. Trời ơi, học với thầy các bạn được tương tác thoải mái, bật mic lên. Nào đoạn nào nào? Thầy là thầy giảng lại cái đoạn từ tam giác ABC, cái đoạn chữ màu đỏ ở dưới ạ, cho đến Ok. Thế thì ta trong tam giác ABC thì tam giác này tam giác vuông tại A đúng không em? vâng ạ. Ở đề bài người ta cho là tam giác vuông tại A này. Thế thì có phải là lúc này chúng ta kể là AH vuông góc BC, tức là AH của em đóng vai trò là đường cao đúng không em? Vâng ạ. Thế thì chúng ta có là 1 trên AH bình, 1 trên đường cao ấy. Có phải là bằng 1 trên AH bình này, bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AC bình. Nó giống cái phần lý thuyết không? Có Đấy, hiểu chưa? nhưng mà sang cái phần bên sau thì em hơi bối rối tí ạ. Cái đoạn đằng sau này cái gì? Vâng ạ. Ok, 1 trên AK bình là thầy giữ nguyên bên bên trái này. Ok, đây. 1 trên SA bình thầy vẫn giữ nguyên này. Được chưa? Bây giờ thầy thay cái anh là 1 trên AH bình ấy, thầy thay bằng cả cái cụm ở dưới này này. Đây, 1 trên AH bình, 1 trên AB bình, 1 trên AC bình. Cái đoạn này của em nó chính là 1 trên cho AH bình. Hiểu chưa? Ok, đấy. Được chưa? Nào các bạn khác thì sao hiểu, vẫn đọc được mà. Chép lấy kiến thức nhưng chữ xấu không đọc được à? Ôi giời ơi. Các bạn chép đi. Trời ơi. Sao lại thầy chỉ ghi, thầy gần như thầy chỉ ghi thôi mà. Thầy gần như thầy chỉ ghi cho các bạn thôi mà. Đây này. Đúng không? Một trên cho là đoạn này nhá, ghi lại này, được chưa? Một trên cho là ba bình này. Được chưa? Ok chưa? Nào xem nào. Em vẫn hơi mông lung lúc đầu tới giờ, không biết là không hiểu chỗ nào luôn. À, thầy chậm lại một xíu được không thầy? Bọn em loát không kịp. Hình dễ hơn đại nhiều, đâu phải ai cũng mang não đi học đâu. thầy ơi, nhưng mà thầy ôn lại phần góc ạ. Rồi, ok. Rồi. Phần góc à, hình như là có đấy. Có cái đoạn sau đấy. Có cái đoạn sau đấy nhá, có đoạn sau có góc đấy. Nhưng mà không phải buổi hôm nay, không phải buổi hôm nay các bạn ạ. Không phải buổi hôm nay. Nào bây giờ nhá. Nào bây giờ nhá. Để cho các bạn dễ hiểu này thì chúng ta sẽ sang bài tiếp theo, ok chưa? Nào tạm thời để lại cái bài 1 này, tạm thời là như thế đã, được chưa nào? Bây giờ ta sang bài số 2, sau đó thì các bạn cũng sẽ dần dần là các bạn sẽ nắm được thôi nhá. Ủa, có video xem lại, có nhá, có video xem lại, có video xem lại. Chỗ em mới học đến phần này à? À thế à, ok. Còn không nhớ chưa học đến à? Còn nhớ, không nhớ là học chưa à? Ok, bây giờ thì học chưa hay là chưa học thì coi như đây là thầy giảng lại cho các bạn rồi mà. Sợ gì, đúng không? Nào ta đến với bài tiếp theo nhá. Nào các bạn cần là thầy để nguyên lại cho các bạn chép không? Có cần để nguyên lại cho các bạn chép không? Trên lớp khó hiểu hơn thầy dạy à? Sao tìm khoảng cách. Bây giờ thầy bảo này, tại vì các bạn mà chat nhiều quá là thầy đọc là không kịp đâu, được chưa? Bây giờ ấy, bạn nào muốn hỏi các bạn có thể là hoặc là có ý kiến các bạn cứ giơ tay phát biểu lên, thầy sẽ mời các bạn, ok chưa? Thầy giảng chậm lại một xíu. Được rồi, ok, thầy sẽ giảng chậm lại, được chưa nào? Nào, bây giờ thầy sẽ giảng chậm lại nhé. Bài số 2 thầy sẽ giảng hết sức chậm rãi này, được chưa nào? Ok, nào bây giờ nhá. Đây. Nhưng mà quan trọng là lúc anh chép phần lý thuyết chưa? Nào bây giờ ta có nhá.
Cho một cái hình chóp đó là SABC, có đáy nó là tam giác đều, có cạnh bằng A. Ok, nào, tao vẽ cái hình này ra cho các bạn nhá. Này, được chưa? Nhớ là tam giác đều hay tam giác vuông của các bạn ấy thì chúng ta vẽ thành tam giác thường hết. Được chưa? Vẽ thành tam giác thường như này. Bây giờ tam giác đều thì ký hiệu ba cạnh này bằng nhau, giúp cho thầy. Thì như lúc nãy thầy đã nói nhá, đó là chúng ta luôn luôn chúng ta coi cái cạnh của các bạn ấy, được chưa nhở? Nó là A ấy thì luôn luôn coi bằng một cho thầy, cứ cho là A bằng một cho thầy nhá, tất cả, được chưa? Như vậy cạnh này bằng một này, cạnh này bằng một này, cạnh này bằng một này, ok chưa? Cạnh bên SA của các bạn nó bằng là căn 6 trên 2 và nó vuông góc với cả mặt phẳng đáy. Ok, đây. Và nó vuông góc mặt phẳng đáy nhá. Nào. Ta sẽ làm hết sức chậm rãi bài này. Đây là S của các bạn đây, đúng không? SA đây. Được chưa? Vuông góc nhá. Người ta bảo là tính khoảng cách từ A đến cái mặt phẳng đó là SBC, anh ấy nó là căn 6 trên 2. Nào bài này tương tự này, bây giờ thầy sẽ làm như sau. Ta sẽ có là mặt phẳng SBC của các bạn nhá. Được chưa? Nó giao với cả là mặt phẳng đáy ABC. Cứ nhớ là bước đầu tiên ấy là các bạn sẽ gọi là bước chuẩn bị đấy. Các bạn tìm giao tuyến hai mặt phẳng trước cho thầy, được chưa? Thì nó giao nhau theo giao tuyến ABC. Đấy, được chưa nào? Này, đánh lên cho thầy cái giao tuyến này để chúng ta nhìn cho nó rõ. Được chưa? Tiếp theo nhá, các bạn mới kẻ cho thầy này, kẻ. Được chưa? Là AH của các bạn nó vuông góc với cả ABC. Nhớ nhá, đây, chúng ta cứ kẻ cái đường AH vuông góc BC đi. Được chưa nào? Cứ kẻ AH vuông góc BC nhá. Ừ. H của các bạn đây, được chưa nhỉ? Đây, được chưa? Đấy. Thì từ đây cũng ta cũng suy ra là như thế này. Nếu mà các bạn kẻ AH mà vuông góc BC ấy thì bởi vì là tam giác ABC là tam giác đều, đúng không? Cho nên nếu AH đã là đường cao thì đồng thời là đường trung tuyến, được chưa? Thì các bạn có thể suy ra được giúp thầy đó là H của các bạn nó là trung điểm. H là trung điểm của BC, được chưa nào? Đấy nhá. Bây giờ ta sẽ có tiếp như sau, là các bạn kẻ tiếp giúp thầy là một cái đường là AK và nó vuông góc với cả là SH. Nó giống bài lúc nãy chưa? Đây này. Nó tương tự bài lúc nãy chưa? Đấy, được chưa? Thì bây giờ các bạn từ đây các bạn suy ra giúp thầy đó là cái khoảng cách mà từ A ấy đến mặt phẳng FBC ấy, được chưa? Thì nó chính là anh AK. Được chưa nào? Đoạn chứng minh thì thầy chứng minh trong phần lý thuyết rồi. Anh này là K đây. Được chưa? Nhớ là tấm này tấm vuông nhá. Được chưa nào? Thì bây giờ ta sẽ có như sau. Nào, bây giờ các bạn sẽ tính nhé tương tự nhá. Được chưa? Chúng ta sẽ có là xét cái tam giác, đó là tam giác SAH. Đúng không? Là chúng ta có 1 trên AK bình bằng là 1 trên cho là SA bình, 1 trên SA bình cộng với là 1 trên cho là AH bình. Được chưa? Đấy. 1 trên AK bình này bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AH bình. Thì trong công thức này thì chúng ta biết SA rồi, đều là người ta cho rồi. Vậy nó chỉ còn là cái anh AH thôi, đúng nhỉ? À, thì các bạn sẽ phát hiện ra rằng anh AH của các bạn nhớ là tam giác ABC này của các bạn, tam giác ABC là tam giác đều. Đúng không? Thì AH của các bạn đóng vai trò là đường cao, đúng không? À, vậy từ đây ta suy ra là cái anh AH của các bạn nhé. Được chưa? Thì nó bằng công thức như sau trong phần lý thuyết thầy nhắc lại. Đây, tam giác đều đường cao cạnh căn 3 chia 2. Được chưa? Vậy chỗ này chúng ta ghi vào như sau, cứ ghi vào như thế này cho thầy này. Cạnh nhân với cả là căn 3 chia 2. Kết quả bằng cạnh đang bằng 1 đây. Cạnh của tam giác ABC mà, được chưa? Đang bằng 1. 1 nhân với cả là căn 3 chia 2. Được chưa? Vậy có hết rồi, ta suy ra là 1 chia cho AK bình phương bằng 1 chia SA bình phương là căn 6 trên 2 tất cả bình. Được chưa? Cộng với cả là 1 chia cho là căn 3 chia 2 tất cả bình. Ok chưa? Bấm máy tính giúp thầy xem này được bằng bao nhiêu nhá. Thầy bấm luôn bên ngoài. Anh này nó là căn của 6 đúng không? Căn 6 chia cho 2, đấy, căn 6 chia 2 nhá, bình phương. Cộng với cả anh này nó là 1 chia này, được chưa nào? Là căn 3 chia cho 2. Đấy. Căn 3 chia 2 tất cả bình. Đoạn bấm máy tính này thì thôi không cần. Ô nó bằng 2 rồi, đẹp quá rồi. Vậy từ đây ta suy ra là AK bình của các bạn. Nhớ là 1 trên AK bình bằng 2. Vậy AK bình thì nó phải nghịch đảo lại là 1 trên cho là 1 trên 2. Vậy từ đây ta suy ra AK của các bạn thì nó bằng là 1 chia căn 2. Được chưa? 1 chia căn 2 hay là nếu mà các bạn chụp căn thức ở mẫu, đúng không? Thì anh AK này của các bạn, anh AK này nó chính là căn 2 chia cho 2. Vậy kết quả trong bài này căn 2 chia 2 đáp án C. Ok chưa?
Nào bài này đủ chậm chưa? Nào bài này đủ chậm chưa? A bằng 2 rồi, ok. Câu C thì phải ở Nào bây giờ thầy đã giảng xong rồi, được chưa nào? Mà bây giờ có bạn nào thắc mắc đoạn nào? Có bạn nào thắc mắc cái gì? Bật mic lên giúp thầy. Nào, giơ tay. Giơ tay thầy sẽ mời các bạn. Nào bởi vì mà thầy mà đọc comment của các bạn thì nó hết mất. Cho em xem đề thầy ơi. À ok, bây giờ thầy sẽ thu nhỏ lại cho các bạn. Đây xem cả đề luôn. Đây nhá, xem cả đề, xem cả lời giải của thầy luôn. Ok đấy. Được chưa? Nào các bạn hỏi, cứ hỏi thoải mái đi. Ơ ừ, là sao thầy? Từ để em loát đã. hai bài nó giống y chang nhau mà, hai bài giống y chang nhau mà. Nào có bạn bạn nào có phần khó hơn? Ờ có chứ, có chứ, có phần khó hơn mà, có phần khó hơn mà. Bình tĩnh, nhưng mà cứ bình tĩnh, các bạn khác cứ bình tĩnh không sao đâu, bởi vì làm bài này cần 4 bước phải không thầy? Từ từ áp dụng công thức là ra. các bạn ơi đừng 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 chat nhiều, tại vì chat nhiều thì những bạn mà học ở mời Lê Hà nào. Ok đấy, đúng rồi, phải giơ tay lên. Em thấy thầy là tại sao bước 1 lại phải tìm giao của hai mặt phẳng đấy mà không tìm giao của hai mặt phẳng khác ạ? À bởi vì đề bài người ta đang bắt chúng ta là tính khoảng cách từ A đến mặt FBC em ạ. Đây thì em sẽ tìm giao của mặt FBC với cái mặt đáy, được chưa? Tức là đề bài người ta đang bắt chúng ta là tính tìm khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC, thì bước đầu tiên đó là tìm giao giữa FBC với cả mặt đáy. Ok chưa? Này, được chưa? Được chưa nào? Cứ đề bài người ta đang bảo là khoảng cách từ A đến một cái mặt phẳng. Thầy ơi buổi sau lại góc được không ạ? Ừ thì bình tĩnh mà, sẽ có góc cho các bạn cứ yên tâm. Hôm nay chúng ta học khoảng cách, các bạn cứ tập trung vào cái khoảng cách trước cho thầy. Phương pháp rời điểm là em lắc luôn. Ờ. Ờ các bạn cứ bình tĩnh, trời ơi, vừa mới vào mà, chúng ta vừa mới vào xong cứ bình tĩnh. Trời ơi. Cứ bình tĩnh nhá. Thời gian còn nhiều, thì thế nào các bạn học đến tận 11 giờ mà lo gì? Có 11 giờ mà lo gì? Thầy sẽ giải cho các bạn bằng hiểu thôi mà. Nào bây giờ các bạn nào thắc mắc nữa không? Nào các bạn nào thắc mắc nữa không nào? Phần chứng minh thì thầy đã chứng minh rồi, được chưa? Chứng minh, bạn nào mà vẫn chưa rõ phần chứng minh này, thầy chứng minh cho các bạn xem nhá. Chứng minh này, chứng minh này. Ta có là BC của các bạn thì nó vuông góc với AH, được chưa? BC thì lại vuông góc với SA, được chưa? Thì từ đây ta suy ra là BC vuông góc với cả SAH, được chưa nào? Thật suy ra là BC của các bạn nó vuông góc với cả AK, mà cái anh AK của các bạn ấy thì theo cách kẻ thì nó lại vuông góc với cả SH, đúng không? Thì từ đây ta suy ra là AK của các bạn nó vuông góc với cả mặt phẳng FBC. Đấy, được chưa? Bạn nào cần chứng minh thì đây, được chưa nào? Đấy, chứng minh đây. Và từ đây ta suy ra là khoảng cách từ A đến mặt FBC, được chưa? Thì nó chính là bằng đoạn AK của các bạn. Ok chưa? Nào, bài số 2 có bạn nào thắc mắc nữa không? Nào, có bài số 2 có bạn nào thắc mắc nữa không? Không, đúng không? Ừ, nào tiếp nhá, tiếp nhá, tiếp nhá. Nào ok, nào tiếp này, tiếp nhá. Bình tĩnh, thầy sẽ dạy cho các bạn hết mà. Trời ơi, các bạn mới lớp 11 điêu mà vội mà vàng. Được chưa, bình tĩnh. Đấy, comment bài này đi, xem là đáp án là gì. Được chưa nào, comment bài này đi. Bạn nào biết rồi, comment đi, xem là đáp án là gì nào. Nào đấy. Bây giờ còn chào nhau à. Cho hình chóp là SABCD, có đáy nó là hình vuông có cạnh bằng A, được chưa? Nào, ta sẽ có nhá. Hình chưa nào? Đây. Hình chóp là SABCD này. Đấy. Nhớ là anh này của các bạn đó là hình vuông, được chưa? Hình vuông hay không ta sẽ vẽ hết giống thành kiểu là hình bình hành. Nhớ là cạnh bằng A, tức là cạnh bằng 1, đây là A này. Đây là B này. Đây là C này, đây là D nhá, được chưa? Để mà người ta cho SA của các bạn vuông góc với cả mặt phẳng đáy. Đây. Được chưa? Vẽ vào, nhớ là ký hiệu vào nhá. Anh này các bạn là S đây, được chưa nào? SA này, SB này, SC này, được chưa? SD này. Các bạn tập vẽ hình bằng tay nhá.
Có thể là mấy cái bài đầu tiên của các bạn kèm vẽ hình thì nó sẽ xấu, nhưng mà thôi, sau đấy thì các bạn sẽ vẽ rất là đẹp, được chưa nào? Anh này nó là căn 3, được chưa? SA nhớ là bằng A căn 3 nhé. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng, đó là mặt phẳng SBC. À, thế thì thầy bảo các bạn như thế này này. Nếu mà khoảng cách từ A đến mặt SBC ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó bị hơi bị khó chịu một tí. Bởi vì sao? Cái mặt SBC này của các bạn đó là mặt đằng trước. Thì trong cái hình không gian ấy, thì nhớ này, đó là ta sẽ vẽ hình, ta sẽ cố gắng ta sẽ đẩy sang bên trái hoặc đẩy sang bên phải thì hình vẽ của bạn rất là đẹp, được chưa? Ví dụ trong cái bài này thì thầy thấy mặt MBC đang nằm mặt trước ấy thì nhìn rất là khó chịu, các bạn đổi điểm B với điểm D cho thầy là chúng ta trở về cái bài toán của các bạn nó nhìn rất là dễ chịu luôn. Đấy, khoảng cách từ A đến mặt MBC đến cái mặt nghiêng này, đúng không? Các bạn nhìn thấy mặt MBC là mặt nghiêng chưa? Được chưa nào? Thế thì bây giờ nhá, từ khoảng cách từ A đến mặt MBC này thì ta sẽ có như sau. Bước số 1 vẫn là các bạn tìm giao cho thầy SBC giao với cả mặt phẳng đáy ABCD, được chưa? ABCD nhá, theo giao tuyến đó là giao tuyến BC, được chưa? Bước số 2 nhớ là chúng ta kẻ, đúng không? Kẻ là từ A này của các bạn nó vuông góc với cả là gì đấy, AH của các bạn này nó vuông góc với cả là BC, đúng không? Nhưng mà bây giờ ta sẽ nhìn thấy một điều như sau này. Nhưng bây giờ ta sẽ nhìn thấy một điều nhá, đó là gì? Đó là AB của các bạn nó đang vuông góc sẵn với cả là BC rồi, đúng không? À, chúng ta có là AB của các bạn thì nó vuông góc sẵn với cả là BC rồi, đúng không? Thì từ đây ta dẫn ra được rằng là cái điểm H của các bạn bắt buộc phải trùng với cả điểm B, đúng không? Anh này của bạn nó sẽ trùng luôn, ok chưa? Đúng không? Thế thì chúng ta kẻ tiếp một đường nữa là kẻ ha, là cái anh AK của các bạn thì nó vuông góc với cả là SH, đúng không nhở? Nhưng mà lúc này trong tình huống này thì SH nó chính là SB, được chưa? Đấy, SB. Vậy từ đây ta suy ra là cái khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC nó chính là anh AK. Vẫn là các cái bước làm y chang thế, đúng không? Anh này của các bạn kẻ vuông góc vào đây giúp thầy. Đây, anh này của bạn là K nằm ở đây. Được chưa? Đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ có là như sau này. Ta sẽ có như sau. Tính này. Tính thì bây giờ các bạn sẽ xét cái tam giác đó là tam giác SAB giúp thầy. Đúng không? Ta có là 1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên cho là AB bình. Đúng chưa? Đấy. Vậy ở đây thì có số hết rồi, các bạn lắp vào giúp thầy 1 trên cho căn 3 bình phương cộng với cả là 1 trên 1 bình phương. Kết quả 1 phần 3 cộng 1 là 4 phần 3. 4 phần 3 ta suy ra AK bình của các bạn thì nó bằng 3 phần 4, và ta suy ra AK của các bạn thì nó là căn 3 trên 2. Ok chưa? Căn 3 trên 2 các bạn này. Xong nhá. Nào, có bạn nào thắc mắc bài số 3 này không? Có bạn, có nhiều bạn ra A rồi này. Các bạn mà mất gốc hay như thế nào thì cứ yên tâm, thầy giải chậm mà, thầy giải từ từ cho các bạn. Các bạn mà nhiều khi các bạn thấy một số bạn ở trong nhóm mình bắt đầu là bảo bảo thầy là thầy ơi chuyển qua phần này chuyển qua phần kia đi, nhưng mà các bạn đừng hoang mang, được chưa? Đừng có hoang mang, bởi vì thầy dạy cho các bạn là dạy từ cơ bản cho đến nâng cao, cho nên là các bạn không sợ nhá. Thầy ơi để bình tĩnh em nghĩ lại từ đầu đã thầy. Đây nhá, đây thầy bảo này này, nếu mà cần chứng minh này, được chưa? Các cái bước làm của các bạn nó giống y chang mà, từ A này kẻ một đường này vuông góc với cả giao tuyến này. Đây nhá, lúc nào cũng thế này, kẻ một đường vuông góc với giao tuyến này, đây giao tuyến của các bạn đây, đúng không? Cứ từ A kẻ một đường vuông góc với giao tuyến thì ta sẽ nhìn thấy ngay là cái điểm H với cái điểm B bắt buộc phải trùng nhau. Sau đó thì ta sẽ nối anh này quay về đỉnh, được chưa? Và từ A các bạn kẻ AK vuông góc, được chưa? Nó giống hệt hai bài trên không? Giống hệt hai bài trên không các bạn? Và bây giờ nhiệm vụ của bạn là chỉ cần đi tìm là cái anh AK thôi, được chưa? Thầy dạy có chuyên đề mà mọi người từ từ học. Đúng rồi, trời ơi. Thầy dạy có chuyên đề thôi mà, được chưa? Các bạn cứ yên tâm, trời ơi, thầy dạy từ trước là bao nhiêu khóa rồi cho nên là các bạn yên tâm. Trời ơi, các bạn nhiều bạn ấy cứ hỏi là khoảng cách giữa hai đường chéo nhau rồi góc, các bạn yên tâm là cái đấy các bạn đều có hết, cho nên là yên tâm nhá. Đúng rồi, đừng hoang mang, không hoang mang. Trời ơi, không hoang mang. Thầy là người điều khiển và dạy các bạn, cho nên thầy sẽ biết các bạn cần cái gì, yếu cái gì, được chưa? Cho nên các bạn cứ yên tâm, đừng hoang mang. Cứ học theo thầy đi,
Thế nào? Ok. Nào. Thầy để một bài cho tự làm mà. Tiếp nhá. Được chưa nào? Có bạn nào hỏi gì không? Lúc anh thầy thì có bạn nào giơ tay đi. Có bạn nào hỏi gì không nào? Nào bây giờ giơ tay nào. Có bạn nào hỏi gì không? Các bạn comment nhiều quá là thầy cũng không đọc được hết đâu. Comment à nào? Có bạn nào hỏi gì bài này không? Rồi, nào bây giờ ta xem nhá, ta xem bài tiếp theo xem nhá. Đây. Được chưa nào? Bây giờ đề bài câu số 4 của các bạn là cho một hình chóp tứ giác đều là SABCD có đáy đáy của các bạn là có tâm là O và có cạnh thì bằng là 1, được chưa? Cạnh bên của các bạn thì bằng là căn 2, người ta bảo là tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng ABC. Ok. Thế này đi. Bài này thì thầy sẽ để dành cho các bạn để làm. Tuy nhiên, thầy nghĩ rằng là có nhiều bạn ở đây á, là sẽ có rất là nhiều bạn là bạn ấy sẽ quên cái chuyện này. Thì thầy nhắc cho các bạn. Nhắc cho các bạn này, bạn nào quên thì ghi lại nhá. Hình chóp tứ giác đều, ở đây nó xuất hiện cái nó gọi là chóp tứ giác đều. Đây. Thầy nghĩ rằng là nhiều bạn sẽ quên cái này. Được chưa? Thì các bạn có thể là ghi lý thuyết lại giúp thầy này. Chóp tứ giác đều là cái gì? Thì thầy ghi chóp đều ở đây nhá, chóp đều. Chóp đều này. Chóp đều thì nó có tính chất như sau. Cái tính chất thứ nhất đó là đáy đáy nó sẽ là đa giác đều, đáy đa giác đều tức là đáy của các bạn nó sẽ là tam giác đều hoặc đáy của các bạn nó sẽ là hình vuông, ghi vào nhá, ghi vào hình vuông đấy, được chưa? Cái thứ hai, cái tính chất số 2 đó là cạnh bên thì bằng nhau, cạnh bên nhá, cạnh bên của các bạn bằng nhau. Đấy. Tính chất số 3, tính chất rất quan trọng để vẽ cái hình chóp đều của các bạn ấy, đó là hình chiếu của đỉnh mà lên đáy. Hình chiếu của đỉnh lên đáy. Được chưa nào? Nó sẽ là tâm của đáy. Tâm đáy. Đấy. Được chưa nào? Thì cái tâm đáy của các bạn ấy thì rất là nhiều bạn sẽ không biết là cái tâm đáy nó là cái gì. Thì thầy mở ngoặc ra luôn cho các bạn nhé. Cái tâm đáy này trong trường hợp là tam giác thì nó sẽ là trọng tâm luôn, được chưa? Thực ra tâm đáy nó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy đấy, nhưng mà thôi trong cái tình huống này thầy ghi luôn cho các bạn nhé, tam giác đều đối với tam giác đều, được chưa nhỉ, là trọng tâm, ghi luôn như thế này cho thầy, trọng tâm, được chưa? Thế còn nếu mà là hình vuông nhá, thì tâm của đáy nó chính là giao hai đường chéo, giao hai đường chéo. Bạn nào không nhớ ghi lại hoặc bây giờ mới nghe đến thì ghi lại nhé. Cái này thì chúng ta sẽ gặp, sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều. Được chưa? Hình chóp đều của các bạn này. Cung cấp lý thuyết luôn cho các bạn. Đấy, gặp cái hình nào thì thầy sẽ cung cấp cho các bạn cái phần đấy. Ghi lại nhé. Ghi lại. Được chưa? Đấy, ghi lại đi. Ghi lại đi. Thế bây giờ thì thầy sẽ giúp các bạn là chúng ta sẽ vẽ cái hình bài này. Sau đấy thì thầy sẽ để thử cho các bạn tính nhé. Được chưa nào? Nào. Tam giác nhớ là tam giác đều là trọng tâm, còn là hình vuông nó sẽ là giao hai đường chéo. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD, vậy đáy của các bạn nó sẽ bắt buộc phải là hình vuông rồi, đúng không? Bởi vì đáy là ABCD mà, được chưa? Nào, ta sẽ vẽ hình bài này ra. Được chưa? Này nhá. Nào, ta sẽ vẽ hình bài này ra. Đấy. Được chưa nào? Nhớ đáy nó sẽ là hình vuông, đáy nó sẽ là hình vuông, ký hiệu vào giúp thầy. Được chưa? Anh này là một này, anh này là một này, để mà người ta cho mà. Cạnh bằng một đúng nhỉ, đáy có tâm O và cạnh thì bằng một đấy, nhớ nhá. Bây giờ anh này thành ký hiệu là A này, được chưa? Anh này là B này, anh này là C này, anh này là D nhá, được chưa? Nhưng mà bài này khác với các bài trước là người ta cho chúng ta đó là không phải SA cung cấp mặt phẳng này đâu, mà các bạn nhớ rằng đây là chóp tứ giác đều thì nó có tính chất này, hình chiếu của đỉnh lên trên đáy nó là tâm của đáy. Vậy trong cái hình chóp mà nó gọi hình chóp đều ấy, các bạn sẽ vẽ tâm đáy trước cho thầy. Đây, vẽ tâm đáy trước cho thầy nhá. Đấy, vẽ tâm đáy này. Được chưa? Vẽ tâm đáy này. Ok, tâm đáy của các bạn đây là O đây. Được chưa nào? Nhớ rằng là bởi vì cái hình này của bạn là hình vuông, cho nên hai đường chéo nó sẽ vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường, đúng không các bạn? À, hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường này. Ok chưa? Bây giờ các bạn dựng thẳng đứng lên cho thầy. Đấy, dựng thẳng đứng nhá. Được chưa? Từ O các bạn dựng thẳng đứng này. Thì cái đỉnh ở trên này của các bạn nó chính là đỉnh S của các bạn này. Được chưa? Hình chiếu của đỉnh lên trên đáy chính là tâm đáy. À, bây giờ các bạn sẽ nối giúp thầy là SA, SB, SC với cả SD vào. Đây, bây giờ ta nối vào nhá. Được chưa nào? Đấy.
nhìn có vẻ nó hơi thẳng hàng thôi, kệ nó đấy. Nhìn chưa, SA, SB này, SC này, SD đây, được chưa? Nhớ lại ký hiệu vào đây, hình chiếu của đỉnh lên trên đáy nó chính là tâm đáy, tức là SO đang vuông góc với cả là mặt phẳng đáy, được chưa? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta có như sau. Đề bài người ta cho cạnh bên của các bạn thì bằng căn 2, thì nhớ tính chất số 2 là cạnh bên bằng nhau, tức là tất cả các cạnh này của các bạn nó bằng nhau nhé. Cạnh bên này này, nhớ là cạnh bên nhá, được chưa? Cạnh bên này bằng nhau này, được chưa? Và nó bằng căn 2, bằng căn 2 đây này, được chưa? Đấy, người ta hỏi chúng ta là tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng FBC. À, thế thì các bạn nhìn thấy không? Nếu mà từ O đến FBC thì mặt FBC lại là mặt mà chúng ta nhìn thấy ở phía trước thì rất là khó chịu, đúng không? Như thầy đã nói lúc nãy ấy, ta sẽ đổi hai cái điểm này đi để đưa nó về là cái mặt FBC nó nằm ở bên này, nhìn rất là dễ chịu luôn, được chưa nào? Nhìn rất là dễ chịu. Bây giờ nhiệm vụ các bạn tính khoảng cách từ O đến mặt FBC giúp thầy nào. Thầy sẽ dành cho các bạn khoảng cỡ 5 phút để các bạn tính thử nhá. Sau thầy sẽ chữa A, có bạn ra là D này, có bạn ra là A này. Ok, bây giờ thầy xem nhá. Rồi, thầy sẽ để nguyên cho các bạn. À, thầy vẽ hình rồi này, thầy ghi lý thuyết cho các bạn rồi này, được chưa? Bài này làm tương tự như ba bài trên. Nào bây giờ thử xem là làm như thế nào. Đấy. Thầy sẽ để cho các bạn một khoảng thời gian, yên tâm là thầy sẽ chữa đầy đủ, được chưa nào? Cho nên kể cả những bạn mà lúc ấy thấy hoang mang, cứ từ từ thầy chữa từ từ mà, các bạn ấy giục kệ, được chưa? Không sao, được chưa nào? Bởi vì các bạn ấy có thể là các bạn ấy đã học cái phần này rồi, được chưa? Thì cái chuyện đấy là chuyện bình thường, được chưa nào? Thì không sao cả, thầy vẫn giải cho các bạn đều đều đầy đủ hết, cho nên là cứ yên tâm và không có hoang mang gì hết. Một số bạn hoang mang quá, thấy các bạn comment kinh quá, ao ra ngoài thì rất tiếc, đúng không? À, có bạn ô nhiều đáp án thế này, có bạn thì ra B này, có bạn ra D này, có bạn ra A này, chưa thấy bạn nào chọn C. Thầy sẽ để đến khoảng cỡ bây giờ là 9 giờ 36 phút. Thầy sẽ để đến khoảng cỡ 9 giờ 40. Thầy sẽ chữa. Hay em chọn C cho khác biệt. Tỷ lệ đáp án D nhiều ghê nhỉ. Tỷ lệ đáp án D rất là nhiều. Lát nữa xem là bao nhiêu nhá. Xem là đáp án gì nhá. Rất là nhiều bạn chọn đáp án buổi clip này có lưu lại không ạ? À? Có chứ, trời ơi có mà, có nhé, em yên tâm, được chưa? Các bạn đều được xem lại, đều được xem lại. À, toàn bộ những cái phần mà thầy ghi viết cho các bạn, kể cả phần lý thuyết cộng với cả cái phần mà thầy đang viết chữ bài đây, thì các bạn cũng đều được nhận hết, ok chưa? Đều được nhận hết nhá. Nào bây giờ thầy sẽ để đến 40 thì thầy sẽ chữa cho các bạn, được chưa nào? Đấy, cho các bạn cái khoảng thời gian để các bạn ngồi làm đi. Xem lại ở đâu vậy ạ? À, nó có một cái nó gọi là Classroom ấy. À, lát nữa thì chắc là thầy sẽ nhờ chị trợ giảng hướng dẫn các bạn. Nhờ chị trợ giảng nhé, hình như là có chị trợ giảng trong này sao ấy. Chị trợ giảng gửi giúp thầy cái link, có chị trợ giảng trong này không, thầy xem nào. À không thấy ở đây à, rồi thầy sẽ liên hệ với chị trợ giảng để chị trợ giảng. À có mà, có chị trợ giảng mà, có chị trợ giảng mà, chị trợ giảng gửi giúp thầy cái link mà các bạn có thể xem lại nhé. Có chị trợ giảng ở đây đấy, chị trợ giảng sẽ gửi giúp thầy nhé, hướng dẫn các bạn cái link để các bạn có thể xem lại nhé. Đấy, một số bạn là đang ao ra, có thể nó có hai tình huống xảy ra, một là các bạn cũng biết rồi thì thấy nó dễ quá, hai là các bạn thấy hoang mang bởi vì thấy nhiều bạn comment quá. Nhưng mà như thầy đã nói nhá, chúng ta cứ bình tĩnh, thầy sẽ dạy cho các bạn từ cơ bản đến nâng cao, cứ từ từ, được chưa nào? Xem các bạn khác comment nào, comment đáp án nào, bạn nào ra rồi comment đáp án nào. Em chưa biết về hình, có hình thì em làm được à? Thế à, hay em chưa biết vẽ hình nhỉ? Không phải là không biết vẽ hình mà chắc là thầy đoán là chưa ai giới thiệu cho em về cái hình chóp đều thì em chưa biết vẽ hình thôi. Thế từ nay trở đi thì khi gặp cái bài hình chóp đều thì em ghi lại kiến thức này giúp thầy.
nó có ba cái tính chất rất là quan trọng của hình chụp đều. Đấy là đáy nó sẽ là đa giác đều, nó sẽ là tam giác đều. Nếu đề bài người ta cho là SABC thì đáy nó sẽ là tam giác đều, hoặc là đáy sẽ là hình vuông. Ví dụ trong bài này là đáy là hình vuông, được chưa? Cạnh B thì bằng nhau, hình chiếu của đỉnh lên trên đáy nó là tâm đáy, thì nó có thể là trọng tâm hoặc là giao của hai đỉnh chéo. Đấy, nhớ cho thầy ba tính chất này là ta sẽ vẽ được cái hình chụp đều. Em bị sợ hình thầy ạ? Không sợ, sợ gì, không sợ nhá. Các bạn mà càng sợ là tâm lý các bạn nó lại càng 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 không làm được đấy, đừng sợ, được chưa? Để tham gia tất cả các cái buổi thì ở bên vui học này đi thì không bị sợ nữa. Nó to cho từ diện đều có khác gì không thầy? À rồi, ok. À, thế thì thế này, thầy sẽ chữa bài này trước, sau đấy thì các bạn hỏi thầy về cái mặt từ diện đều đúng không, thì thầy sẽ nói cho các bạn về cái phần từ diện đều. À nãy giờ nhầm đề. Ok, bây giờ ta sẽ chữa nhá, chữa trước sau đấy thì thầy sẽ nói về từ diện đều, được chưa? Ok chưa nhá. Bước số 1 này, nhớ này, khoảng cách từ O đến FBC thì bước số 1 vẫn là FBC của các bạn, nó giao với cả mặt phẳng đáy ABC, là theo giao tuyến là ABCD, đúng không? ABCD, ABCD theo giao tuyến đó là giao tuyến là BC, đúng không? Đánh lên ngay lên cho thầy. Đấy, được chưa? Nhớ là đây là khoảng cách từ chân đường vuông góc nhá, chân đường vuông góc này đến một mặt là mặt nghiêng, được chưa? Các bạn hình dung là cái ô này bạn chính là chân đường vuông góc này, được chưa nhỉ? Mặt SBC là mặt nghiêng nhá, được chưa? Thì bước số 2 của các bạn như sau. Bước số 2 nhá, ta có là từ ô, nhớ là phải là từ chân đường vuông góc nhá, từ ô này các bạn mới kẻ một cái đường gọi là OH, nó vuông góc với BC. Đồng ý với nhau không? Vuông góc với cả giao tuyến mà. À ok, từ đây kẻ vuông góc này, kẻ vuông góc này, được chưa? À thế thì các bạn sẽ nhận xét được một điều rằng là à ta có là AB của các bạn thì nó đang vuông góc với BC, đúng không? Mà DC của các bạn cũng đang vuông góc với cả là BC. Vậy từ đây ta suy ra là OH bắt buộc phải song song với AB, bắt buộc phải song song với cả là DC, đúng không? Bởi vì nó cùng vuông góc với cả BC mà, đúng nhỉ? Đây này, anh này của bạn cùng vuông góc này, được chưa? Đấy. Thế thì từ đây ta cũng suy ra được một điều, đó là OH nó sẽ là đường trung bình, đúng không? Bởi vì là O là trung điểm này, đi qua trung điểm cạnh nhất, song song với cạnh thứ hai mà, song song mà, thì bắt buộc phải đi qua trung điểm cạnh thứ ba. À như vậy ta suy ra là OH là đường trung bình, là đường trung bình của cái tam giác nào? Tam giác BCD, đúng không? Đấy, đây là mới một đường nhá. Tiếp đến là từ O, từ O ta kẻ thêm một cái đường nữa, nó gọi là đường OK của các bạn, đúng không? Đây, nó vuông góc với cả SH, nó giống y chang ba bài trên chưa? Đây, đấy, nối vào giúp thầy, anh này kẻ giúp thầy cái anh OK lên trên này, điểm K đây, được chưa? Thì từ đây ta suy ra là cái khoảng cách mà từ O đến SBC nó chính là đoạn OK, được chưa? Đấy. Và bây giờ chúng ta tính thì chúng ta tính như thế nào? Nhớ rằng SO đang vuông góc mặt phẳng đáy, vậy chúng ta xét cái tam giác là SOH. Vậy chúng ta có như sau, đó là 1 trên OK bình bằng là 1 trên cho là SO bình, đúng không? Cộng với cả là 1 trên cho OH bình, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có như sau nhé. Bây giờ ta sẽ có này, cái anh mà SO của các bạn ta phải tính và anh OH chúng ta phải tính, thì chúng ta tính cái anh OH trước, bởi vì OH tính dễ. Các bạn nhìn thấy là OH nó là đường trung bình chưa? Vậy chúng ta có là OH của các bạn thì nó bằng 1 phần 2 của DC, tức là bằng 1 phần 2 nhân 1 và kết quả là 1 phần 2, được chưa? Bây giờ anh SO của các bạn ấy thì ta nhớ này, này anh SO của các bạn, anh SO mà bình phương nhá, SO mà bình phương thì nó bằng này, đây các bạn nhìn vào đây giúp thầy, tam giác là tam giác vuông tại đỉnh, tại O đây, đúng không? SDO của các bạn này, đúng không? Thì phải bằng SD bình phương trừ đi là OD bình phương, không? SO bình là SD bình phương trừ đi anh là OD bình phương. Đấy, được chưa? Thế thì trong công thức này ấy thì các bạn nhìn thấy rằng là cái anh SD đều là người ta cho bằng căn 2 rồi, đúng nhỉ? Còn anh OD chúng ta chưa biết. À nhưng anh OD này của các bạn thì nhớ này, là OD thì nó bằng một nửa của BD, BD chia 2. Nhưng BD của các bạn thì bằng cái gì?
Nhớ là tam giác BCD, tam giác BC là tam giác vuông cân tại cái đỉnh C. Thì BD của các bạn đóng vai trò là cạnh huyền, đúng không? Thì có phải là trong phần lý thuyết thầy nhắc này, trong tam giác vuông cân nhá, thì cạnh huyền bằng cạnh góc vuông nhân với căn 2, đúng không? À vậy chúng ta có là cạnh góc vuông của bạn thì bạn lấy là DC hoặc BC đều được, được chưa? Thì có phải nó bằng BC này nhân với cả là căn 2 không? Rồi chia cho 2 không? Nhớ nhá, BD đóng vai trò là cạnh huyền này, trong tam giác vuông cân BCD. Được chưa? Vậy kết quả của các bạn nó bằng là 1 nhân với cả là căn 2 chia cho 2 và bằng căn 2 chia 2. Sau khi có căn 2 chia 2 rồi, các bạn mới lắp lên trên này giúp thầy, thì chúng ta có là SD của các bạn nó bằng căn 2 tất cả bình, trừ đi anh này là căn 2 chia 2 tất cả bình, đúng không? Kết quả của các bạn nó bằng 2 trừ đi là 1/2 à, đúng không? 2 này trừ đi anh này nó là 1/2 à, thế thì còn 3/2 à, đúng không? 3/2 nhé, 3/2, được chưa? 3/2 thế thì bây giờ các bạn mới thay vào đây giúp thầy. À vậy chúng ta có 1 trên OK bình, đúng không? Bằng 1 trên cho SO bình đây, SO bình mà 3/2 cộng với cả là 1 chia OH bình, nó là 1/2 tất cả bình, đúng không? Kết quả nó bằng, à, ta xem anh em bao nhiêu, bấm máy 2/3 cộng với cả anh này nó là 4, đúng không? Kết quả bằng 14/3. Vậy từ đây ta suy ra là OK bình bằng 3/14, và từ đây ta suy ra OK của các bạn nó bằng căn anh này ra, căn anh này ra nhé, căn này bằng căn 42/14, căn 42/14, được chưa? Vậy chúng ta nhìn lên đáp án xem nhá, ta nhìn lên đáp án này xem nhá, căn 42/14 đáp án đẹp đi, OK, được chưa? Nào xem theo các bạn hiểu chưa, hiểu chưa? Nào xem hiểu chưa? Đấy, được chưa? Nào có bạn nào hỏi bài này không? Thầy thu nhỏ em chụp ạ. À? Ờ rồi ok, đây thu nhỏ cho là chụp nhá. Đây. Thu nhỏ cho chụp đây, được chưa? Đấy. Quá vừa vặn luôn nhá. Ok chưa? Đấy các bạn. Căng phết à? Thế à? Được chưa, được chưa? Đấy, giảm chậm như thế đủ đủ chậm chưa, đủ chậm chưa cho các bạn chưa? Nào xem đủ chậm chưa nào, hiểu chưa? Ờ rồi đúng không thầy ơi, em vẫn không hiểu hơn. Ô sao lại không hiểu hơn đoạn nào? Nào em bật mic lên nào, thầy chỉ làm có mỗi là 2 động tác thôi mà, đấy làm đi làm lại cái bài này thôi mà, bản chất nó vẫn là bài này, từ chân đường vuông góc này kẻ một đường vuông với giao tuyến này, sau đấy thì nối quay về đỉnh này, từ A các bạn kẻ một đường nữa, kẻ đúng 2 đường thôi mà, cái đúng 2 đường thôi mà. Là chỗ, còn chỗ nào mà chưa hiểu nữa nào? Tiếp đi thầy. Ờ. Nào còn bạn nào, có bạn nào? Ờ. À, em không hiểu là từ cái chỗ đoạn dấu cộng thứ hai ấy à? Ờ. Đâu? Từ ô chả này hả? Vâng vâng. Ờ. Từ ô em kẻ một cái đường là S à, OH vuông góc BC. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta có này. Chúng ta có này. Là đề bài người ta đang bảo là cái tứ giác ABC là hình vuông, thì AB vuông góc BC, DC cũng vuông góc BC, vậy tất cả những cái đường này của em nó cùng vuông góc một đường mà, cho nên là OH song song AB song song với DC, đúng chưa? Lại cần phải làm thêm biết đó hả thầy? Chủ yếu là cái này này, không phải mà em chỉ kẻ hai đường thôi, ở đây thầy có kẻ cái đường nào nữa đâu, thầy chỉ kẻ mỗi một đường là OH nó vuông góc BC thôi mà, nhưng mà chỗ này ta nhận xét thêm là OH ấy nó sẽ song song với cả AB và song song với DC. Được chưa? Vâng. Ờ tức là ở đây chỉ có kẻ mỗi một đường này thôi này, đây này. Đây này nó chỉ có kẻ mỗi một đường này thôi và từ O nó kẻ mỗi một đường này thôi. Nhưng mà thầy nhận xét thêm là AB nó vuông góc BC, DC vuông BC để thầy rút được ra rằng là anh này của em nó song song để vẽ hình cho nó chuẩn thôi. Ok chưa? À vâng. Ừ. Được chưa? Thì suy ra là OH là đường trung bình. Nào cái đoạn này em đã hiểu chưa nào? Đoạn này em đã hiểu chưa? Dạ được ạ. Ờ đấy. Cái đoạn tính toán này có ok chưa? Hiểu không? Dạ không. Ờ cũng không ạ? Dạ. Nào. Thế 1 trên OK bình này, trong tam giác SOH nhá, thì OK của em đóng vai trò là đường cao. Thì 1 trên OK bình bằng 1 trên SO bình cộng với cả 1 trên OH bình
Nào, đoạn này có hiểu không đã? Dạ có, đoạn công thức này em ghi được. Thế thì OH của em nó đóng vai trò là đường trung bình, thì OH của em nó bằng 1 phần 2 của DC. Ok chưa? Đường trung bình. Nào, đường trung bình đây là tính chất của đường trung bình mà. Đây là tính chất của đường trung bình mà. OH nó bằng 1 phần 2 của DC. Nào Dạ xem vâng. nào. Thế còn SO của em nhá, SO của em thì em áp Pitago vào thì SO bình phương thì bằng SD bình phương trừ đi OD bình phương. Thế còn OD của em thì bằng BD chia 2 bởi vì O là trung điểm mà. Thế còn BD ấy, thì như thầy vừa mới nói ấy, thì nếu không thì em dùng Pitago thì cũng được. Nó là căn bậc 2 của DC bình cộng với cả là CB bình. Thì đó bằng căn bậc 2 của một bình cộng một bình và kết quả nó bằng căn 2. Thì đây, nó chính là căn 2 chia cho 2 đây. Được chưa? Nào xem là hiểu chưa? Đoạn sau mỗi tính toán thôi mà. Dạ mấy cái phần công thức của đường trung bình các thứ em không biết thầy ạ. Đấy là không nhớ rồi. Đường trung bình nó có bằng 1 phần 2 của cái đường ở dưới này nhá, đường mà nó song song ấy. Cái đấy là phải xem lại rồi. Đường thẳng Vâng. R. Được chưa? Được nhá. À, có một bạn rất là tuyệt vời luôn, bạn cảm ơn Hiếu nhá, cảm ơn Hiếu Đào này. Đấy, đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh của tam giác này thì chưa nào, và song song với cạnh thứ hai của tam giác thì sẽ đi qua trung điểm cạnh thứ ba, và đường trung bình của tam giác thì song song với các cạnh thứ ba và có độ dài bằng một nửa của cạnh đấy, rất là tuyệt vời luôn đấy, được chưa nào. Bạn ấy trích nguyên ra một cái đoạn mà giống như kiểu một cái định nghĩa của cái đường trung bình luôn. Cái này thì nếu mà không nhớ thì ghi lại nhá, đường trung bình nó là đường mà đi qua trung điểm của hai cạnh và nó song song với cạnh ba và có độ dài bằng một nửa cạnh ba đấy, copy trên mạng. Ok nào, ta tiếp nhá, xem lại về đường trung bình nhé em nhá, xem lại về đường trung bình nhá. Vâng. Xem lại về đường trung bình đấy. Nào ta tiếp này, ta tiếp này. Đây, bây giờ ta sẽ đến với cả là câu số 6. Ở đây thì tự nhiên mất câu số 5, lý do là bởi vì thầy tách ra. Ta sẽ đến với cả câu số 6, số 7 và số 8 trước, sau đó thì thầy sẽ quay về câu số 5, nó là một cái dạng khác thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn. Bây giờ thì ta sẽ đến với cái tình huống này, nó gọi là hai nhỏ. Đây chính là bạn nào lúc ấy hỏi đây. Không biết là có còn trong này không. Đấy là khoảng cách từ một cái điểm bất kỳ nhé, đến một cái mặt nghiêng nhá. Đấy, khoảng cách từ một điểm bất kỳ cho đến một mặt nghiêng. Ghi vào cho thầy. Không biết là có còn bạn ấy ở đây không, lúc ấy bạn ấy bảo là bị lát ở cái chỗ này đấy, không biết có còn bạn ấy ở đây không. Nào, khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến một mặt nghiêng thì bây giờ thầy cho như thế này, thầy cho một cái hình chóp đó là SABCD này, thầy sẽ ghi viết vào đây hình chóp SABCD nhá. Đấy, đây. Đang có là A này, đang có là B này, đang có là C này, đang có là D nhá, được chưa? Bây giờ đây là S nhá, đang có SA vuông góc mặt phẳng đáy này, được chưa nhở? Bây giờ đề bài người ta bắt các bạn như sau. Chỗ này thì thầy sẽ lấy thêm cho các bạn một cái điểm, giả sử rằng là thầy gọi là đây là điểm M chẳng hạn, được chưa? Đấy. Bây giờ đề bài người ta bắt các bạn làm như sau, đó là tính giúp thầy khoảng cách từ D đến mặt phẳng là SBC. Đấy. Bằng bao nhiêu? Và khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC xem bằng bao nhiêu. Đấy, xem bằng bao nhiêu. Được chưa? Nào, có còn bạn lúc nãy ở đây không? Không biết là có còn đây không? Bạn nào lúc nãy bảo là bị lag cái đoạn này ấy, không biết có còn đây không? Nào, bây giờ thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn. Bây giờ đề bài người ta bảo nhá, khoảng cách từ D này, khoảng cách từ M nhá. Thì em nhớ rằng khoảng cách từ D với khoảng cách từ M ấy, thì đây không phải là khoảng cách từ chân đứng vuông góc. Bởi vì khoảng cách từ chân đường vuông góc là khoảng cách từ A cơ, đúng nhỉ? Thì chúng ta nhớ rằng là bài này của các bạn là khoảng cách từ một điểm bất kỳ.
Thế thì bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các bạn nó gọi là kỹ thuật đổi điểm. Kỹ thuật là đổi điểm nhá. Đây. Đổi điểm. Kỹ thuật đổi điểm này. Được chưa? Kỹ thuật đổi điểm. Kỹ thuật đổi điểm thì bây giờ như thế nào? Đó là các bạn sẽ nối giúp thầy bước 1. Bước 1. Đó là các bạn nối giúp thầy. Nối cái điểm cần tính nhá, nối điểm cần tính. Về chân đường vuông góc. Đấy, bước 1 của các bạn cứ nối cái điểm cần tính cho thầy về chân đường vuông góc. Thế thì sau đó thì đến bước 2, đến bước 2. Bước 2 của các bạn. Đó là khi chúng ta nối ấy, thì nó sẽ xảy ra hai tình huống như sau. Bước 2 đó là trường hợp số 1. Trường 1. Đấy là cái điểm nối của các bạn, cái đường nối của các bạn mà nó song song, đường nối. Mà nó song song với cả mặt phẳng. Mặt phẳng nghiêng. Đấy, nó mà song song nhá, được chưa? Thôi cũng chẳng cần ghi mặt phẳng kia đâu, ghi là mặt phẳng thôi là được rồi, được chưa? Vì trong một số những tình huống thì có thể là có những bài khác người ta không bảo là mặt phẳng nghiêng thì sao, được chưa? Thì đây là cái kỹ thuật chung thầy sẽ dạy cho các bạn. Trường hợp số 1 đó là đường nối nó song song mặt phẳng. Thế thì ta suy ra là khoảng cách của các bạn bằng nhau, suy ra khoảng cách bằng nhau. Khoảng cách bằng nhau, cứ ghi đã. Bây giờ thầy sẽ làm một cái động tác như sau. Các bạn nhìn khoảng cách từ D này. Các bạn nhìn thấy không? Là D về A này, thầy sẽ dùng kỹ thuật đổi điểm là thầy đổi về cái chân đường vuông này. Đó là các bạn nhìn giúp thầy như sau. Khoảng cách từ D cho đến mặt SBC so với khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC thì các bạn sẽ làm một cái động tác cho thầy, đó là ta nối hai cái điểm D với A lại, nối D với A thì ta nhận xét rằng so với mặt phẳng SBC, nhìn thấy không, DA này so với mặt phẳng SBC thì anh này đang song song. Thì nếu mà song song thì chứng tỏ khoảng cách này của các bạn nó bằng nhau và tỷ số này bằng 1. Ta suy ra khoảng cách từ D đến mặt phẳng SBC nó chính là khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC. Mà khoảng cách từ A thì nó chính là cái bài dạng đầu tiên của các bạn. Ok chưa? Nó chính là dạng đầu tiên khoảng cách từ chân đường vuông góc đến một mặt phẳng nghiêng. Được chưa nào? Đấy, ghi vào đi, nhớ nhá. Song song thì là khoảng cách bằng nhau, được chưa? Trường hợp số 2, trường hợp số 2 này. Thì ghi ra đây nhá. Đấy, thầy đang không muốn mất cái hình này, thầy ghi ra đây, được chưa? Trường hợp số 2. Đó là nếu mà đường nối của các bạn, đường nối mà nó cắt cái mặt phẳng. Đấy, thì khoảng cách nó sẽ tỷ lệ. Khoảng cách nó tỷ lệ, khoảng cách tỷ lệ và điểm cắt được lặp lại hai lần, và điểm cắt được lặp lại, không biết là có ai dạy các bạn cái này chưa, lặp lại hai lần. Bây giờ cụ thể như thế nào này, ta nhìn nhá. Đó là khoảng cách từ M đến mặt phẳng SBC so với khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC. Thì bây giờ các bạn sẽ nối giúp thầy cái anh MA lại. Nhớ nhá, đây này, nối cái anh M với A lại. Thì các bạn quan sát giúp thầy so với mặt phẳng SBC thì nó đang song song hay nó đang cắt. Thì có phải anh này đang cắt không? Cắt mặt phẳng SBC tại đâu? Nối dài ra, nhìn thấy cắt tại B. Đây. Điểm B của các bạn, điểm cắt được lặp lại hai lần. Điểm B được lặp lại hai lần. Sau đó vác giúp thầy cái điểm M này qua. Sau đó vác giúp thầy cái điểm A này qua. Thế là chúng ta được tỷ số này. Và ta nhân chéo lên khoảng cách từ M đến SBC chính là tỷ số BM chia BA nhân khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC. Được chưa? Ghi lại sau đó vào bài tập chắc chắn các bạn hiểu. Ok, được chưa nào? Ghi lại, nó chỉ có đúng hai tình huống này, được chưa? Nó chỉ có đúng hai tình huống này thôi, ghi lại nhá. Thầy không biết là có ai dạy cho các bạn cái kỹ thuật này chưa nhỉ, kỹ thuật đổi điểm này chưa nhỉ?
Nào, chỉ có hai tình huống thôi nhá, nhớ là chỉ có hai tình huống này thôi. Kỹ thuật đây gọi là kỹ thuật đổi điểm, đây là một kỹ thuật rất là quan trọng. Nào, sau đó ta vào bài tập thì chắc chắn các bạn sẽ hiểu. Hình như là à chưa, à có bạn thì học rồi này, có bạn thì chưa này. À đây, lúc ấy là Phạm Tiến Đạt bảo là cái đoạn này là bị rối tung rối mù lên thế này. Thầy để cho em chụp, thầy để cho bọn em chép luôn chứ không phải chụp nhá. Học rồi mà vẫn hoang mang à? Rồi, bây giờ chắc chắn là không hoang mang. Thầy hỏi Nga, thầy hỏi Nga Nguyễn là cái dạng số 1 là em đã nắm chắc chưa đã? Nào, cái dạng số 1 là khoảng cách từ chân đồng góc đến một mặt phẳng nghiêng, em đã nắm chắc chưa đã? Giờ em mới học à? Chắc rồi đúng không? Ok. Chắc rồi thì dạng này của em chắc chắn sẽ làm được như bình thường. Được chưa? Nào. Em bất lực phần này à? Ui trời ơi, đấy là chẳng qua là các bạn chưa gặp thôi. Rồi, thầy sẽ giúp các bạn. Chắc chắn bài dạng này chúng ta sẽ làm được ngon lành luôn. Được chưa? Dạng này chúng ta còn làm được ngon lành luôn. Các bạn chép đi, chép xong rồi báo thầy. Ta sẽ vào phần bài tập. Chắc chắn là thầy giảng các bạn sẽ hiểu phần này. Mà hiểu một cách sâu sắc luôn nhá. Thế chắc em cũng bất lực. Thôi bình tĩnh nào. Trời ơi, tại sao lại các bạn lại thế là thế nào nhỉ? Em không dịch được chữ tỷ lệ ở dòng nào ạ? À? Ơ, sao lại không dịch được chữ tỷ lệ đấy? Khoảng cách nó tỷ lệ, chẳng qua là cái chỗ này là nó bị xuống dưới đấy. Khoảng cách nhá, khoảng cách nó tỷ lệ. Đây, chỗ này thầy ghi một mực màu khác đi. Chỗ này là đường nối của các bạn nhá, nó cắt mặt phẳng thì khoảng cách nó tỷ được chưa? Nói thật với các bạn là thầy viết ở trên cái giấy này ấy, thì rất là xấu. Thế còn thầy viết ở trên bảng thì nhìn nó lại khác hẳn, được chưa? Thầy viết một phấn thì nhìn nó khác hẳn. Nhưng mà thầy sau này nếu mà bạn nào mà có cái khóa tự học thì các bạn sẽ nhìn thấy. Thế còn là trên này thì nói thực với các bạn là thầy chữ rất là xấu. Được chưa? Chữ rất là xấu luôn. Thầy giảng lại trường hợp 2 đi. Bình tĩnh. Đừng quan tâm đến cái mà hiểu kỹ ngay cái đoạn là trường hợp 1, trường hợp 2. Bình tĩnh. Vào ví dụ chúng ta sẽ hiểu ngay. Đúng, đầu tiên cứ chép đi đã nhá. Đường nối nó cắt mặt phẳng này và thì khoảng cách nó tỷ lệ và điểm cắt nó được lặp lại hai lần. Khoảng cách từ M đến SBC so với khoảng cách từ A đến SBC nó bằng tỷ lệ như sau. Các bạn nối giúp thầy hai cái đường này lại, được chưa? Cắt nhau tại đâu thì điểm ấy sẽ được lặp lại hai lần và các bạn vác cho thầy các cái đỉnh này qua là xong. Đấy, cứ chép đi đã, cứ chép đi. Quan trọng là hiểu chiến luôn đi thầy, ok, được chưa? Số đẹp không quan trọng rồi, cảm ơn Nguyễn Phạm Phúc Hậu ạ. Rồi ok, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều. Nào các bạn chép xong chưa nào? Để thầy xong phần bài tập nào. Chép đi, chép xong thì báo thầy. Vô bài tập luôn ạ. Rồi ok, nào vào bài tập nhá. Đây, vào bài tập này. Đây, bài câu 6 này, câu 6 nhá. Cho một hình chóp là SABCD có đáy ABCD đó là hình chữ nhật. Nào, ta xem nhá. Để bài người ta cho này. Cho hình chóp là SABCD nhá, được chưa? ABCD của bạn là hình chữ nhật này, đây là A này, đây là B này, đây là C này, đây là D nhá, được chưa? Có AB thì người ta cho bằng căn 2 rồi, AB bằng căn 2. Tiếp đến là cạnh nhà SA của các bạn là bằng 2A và nó vuông góc mặt phẳng đáy. Rồi, ta sẽ vẽ vào S của các bạn đây. Được chưa? Đấy. Nối vào đây giúp thầy. Nối vào đây. Nối vào đây. Được chưa? Đấy. Đề bài người ta bảo chúng ta như sau. À, SA của các bạn bằng 2 nhé. Đề bài người ta bảo chúng ta đó là tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SBC. À, khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SBC. Thì đây là khoảng cách từ một điểm bất kỳ. Ta không biết đúng không các bạn? Đấy. Chúng ta dạng một chúng ta chỉ học đó là khoảng cách từ chân đồng vuông góc thôi. Thì bây giờ các bạn làm giúp thầy như thế này nhá. Đây, khoảng cách này từ điểm D này đến mặt SBC này làm rất đơn giản luôn. Cứ so với khoảng cách từ A, khoảng cách từ chân đồng vuông góc đến mặt SBC. Nào, bây giờ các bạn nối giúp thầy hai cái đỉnh này lại, nối DA. Các bạn xem giúp thầy xem so với mặt phẳng SBC ấy, cái mặt phẳng mà người ta đang cần tính ấy, được chưa? Các bạn nhìn giúp thầy xem DA của bạn đang song song hay đang cắt. Thì nhìn thấy ngay là nó song song. Đúng không? Bởi vì DA đang song song với BC mà. Được chưa? DA song song. Vậy nếu song song trong phần lý thuyết thầy đã bảo rồi, đó là song song thì khoảng cách bằng nhau. Tỷ số là bằng 1. À, vậy anh này bằng 1 luôn. Từ đây ta suy ra khoảng cách từ điểm D
đến mặt phẳng FBC của các bạn. Nó chính là khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC. Rất nhẹ nhàng. Mà khoảng cách từ A ta quay trở về bài toán lúc đầu, đúng không? Khoảng cách từ A này. Từ A, các bạn nhớ nhá, đó là mặt phẳng FBC. Nó giao với cả mặt phẳng ABCD. Theo giao tuyến, đó chính là giao tuyến BC. Các bạn kẻ giúp thầy hai đường từ A, các bạn kẻ AH vuông góc với giao tuyến BC, đúng không? Nhưng chúng ta phát hiện ra rằng à, anh AB này cũng đang vuông góc. À, vậy chứng tỏ là cái điểm H của các bạn nó trùng với cả điểm B. Trùng luôn với cả đây. Đúng không? Và chúng ta kẻ luôn nhá. À, vậy từ đây ta suy ra là H của các bạn nó phải trùng với cả là B. Đồng ý với nhau không? Và chúng ta kẻ một cái đường nữa, đấy là đường AK, nó vuông góc với cả là bình thường là SH nhưng nó chính là SB luôn. Được chưa? Thì từ đây ta suy ra khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC nó chính là đoạn AK. Và bây giờ thì các bạn tính giúp thầy đoạn AK này là chúng ta xong bài toán. Đây. Đúng không? Bởi vì khoảng cách này các bạn nhìn thấy không, là bằng AK luôn mà. Thì chúng ta có như sau, đó là 1 trên AK bình bằng à, 1 trên AK bình, 1 trên SA bình, 1 trên SA bình cộng 1 trên cho là AB bình. Có số hết rồi. Lắp vào giúp thầy 1 trên 2 bình đúng không? Cộng với cả là 1 trên cho căn 2 bình phương. Đấy, bấm giúp thầy xem anh này ra bao nhiêu nào. Anh này là 1 phần 4 cộng với cả là 1 phần 2. Anh này ra 3 phần 4. 3 phần 4. Ra 3 phần 4 thì từ đây ta suy ra là AK bình phương. Nó bằng 4 phần 3. Và từ đây ta suy ra đó là AK của các bạn. Nó bằng 2 trên căn 3. Và nếu thầy chụp căn thức ở mẫu thì nó là 2 căn 3 chia cho 3. Đáp án C. Được chưa? Đúng không? AK của các bạn đây này. AK nó chính là khoảng cách này này. Đúng chưa? Là khoảng cách từ D nó chính là khoảng cách từ A. Mà khoảng cách từ A nó chính là AK mà. Đúng chưa nào? Đây AK của các bạn đây. Nào xem hiểu chưa? Hiểu chưa? Xem hiểu chưa? Mười điểm thầy ạ. Ok chưa? Thầy thu nhỏ em cắp màn hình nhà ở đây này. Nhớ là cắp thêm cái mặt thầy vào đây cho nó uy tín nhá. Nhớ là cắp thêm nhá. Thầy dạy cái phần này cho bao nhiêu khóa rồi, chưa khóa nào là không hiểu cái đoạn này đâu. Cho nên là các bạn yên tâm nhá. Đây. Cho các bạn cắp lại thoải mái luôn. Buồn ngủ quá thầy ạ. Ôi trời ơi, chưa gì đã buồn ngủ, mới có 10 giờ mà buồn ngủ gì. Được chưa? Ok chưa? Để tiếp nào, để tiếp bài nữa nào. Hiểu chưa? Bắt buộc phải hiểu chứ còn gì nữa đúng không? Đã hiểu dạng 1 thì dạng 2 kiểu gì cũng hiểu. Được chưa? Ok. Nào, tiếp nhá. Tiếp luôn. Rồi, rất dễ hiểu đúng không? Rồi, ok. Nào, ta sang bài số 7. Này, bài số 7 của các bạn đây. Đề bài người ta cho một cái hình chóp, đó là SABC có SA vuông góc ở mặt phẳng đáy. Rồi ta vẽ vào luôn nhá. Được chưa nào? Đấy. Ta vẽ vào luôn. Được chưa? Ừ. Vẽ vào luôn nhá. Nào A này, B này, C này. Đề bài người ta cho cái tam giác này có cái gì đặc biệt không? Không có cái gì đúng không? SA vuông góc mặt phẳng đáy. Ok. Đây, SA của các bạn vuông góc mặt phẳng đáy đây. Được chưa? Nào. S của các bạn đây nhá. Được chưa? A đây. Được chưa? SA người ta cho bằng 2. Được chưa? Tam giác ABC là tam giác vuông cân ở C. Vuông cân, thế thì thầy đổi cái đỉnh này đi, nhìn cho nó đẹp một chút, đúng không? Thầy đổi cái đỉnh này nhá. Thì thầy sẽ đổi đây là đỉnh C đi, còn đây là đỉnh B của các bạn đi. Nhìn cho nó đẹp thôi mà, được chưa? Đấy, vuông cân ở C nhá. Đấy, được chưa? Đề bài người ta bảo là gọi M nó là trung điểm của AC. Rồi, M là trung điểm của AC đây. Ở đây. Được chưa? Người ta bắt chúng ta à, đề bài người ta lại cho là AC thì bằng 2. Rồi, AC bằng 2 nhá. Nào thì AC bằng 2 đây, được chưa? À, người ta bắt chúng ta tính khoảng cách từ cái M này của à, nếu mà AC bằng 2 thì hiển nhiên là anh này cũng bằng 2 đúng không các bạn? Anh BC này cũng bằng 2 luôn, vuông cân mà. Người ta bắt chúng ta đi tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC. À, rồi ok. Nào bây giờ các bạn nhìn nhá. Khoảng cách từ M đến mặt phẳng SBC. Đúng không? Ta nhớ này, nếu mà khoảng cách từ M ấy thì đây không phải là chân đường vuông góc đúng không các bạn, thì ta luôn luôn nhớ này là khoảng cách từ M đến mặt phẳng SBC
Các bạn cứ so với khoảng cách từ chân đường vuông góc A đến mặt phẳng NBC thì bằng các bạn nối giúp thầy hai cái anh đỉnh này với nhau, nối MA. Các bạn xem giúp thầy so với mặt phẳng FBC thì đang cắt hay đang song song. Nếu song song thì chứng tỏ rằng là bằng nhau. Còn nếu cắt thì đây, MA của các bạn đã kéo dài ra thì ta nhìn thấy nó cắt tại điểm nào các bạn? Cắt tại điểm C. Thì điểm C của các bạn nó sẽ được lặp lại hai lần. Đấy, cứ viết như thầy này, cứ như em viết này. Sau đó vát giúp thầy cái đỉnh này qua CM. Vát giúp thầy cái đỉnh này qua CA. Như vậy CM mà chia CA, đây nhìn CM chia CA bằng 1/2. Bởi vì M là trung điểm mà. Từ đây ta suy ra khoảng cách từ M đến mặt phẳng SBC nó chính là bằng 1/2 khoảng cách từ A cho đến mặt phẳng SBC. Thầy hết cái chỗ này thầy không ghi nữa, thầy chấm chấm nhá. Được chưa? Vậy bây giờ nó lại quy về là khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC, bài toán quá quen thuộc đúng không các bạn? Ta sẽ có như sau. Nào, ta có nhá. Ta mới kẻ hai cái đường đúng không các bạn? À, trước hết là ta tìm giao tuyến đi. SBC giao với cả mặt phẳng ABC của các bạn. Giao nhau theo giao tuyến BC. Vậy từ đây ta kẻ một cái đường là AH của các bạn. Nó vuông góc với cả BC. Nhưng ta lại nhận ra một điều là AC đã vuông góc sẵn với BC rồi. Vậy chứng tỏ rằng là cái gì các bạn? Là H bắt buộc phải trùng với C. Đây này. Đúng không? Bởi vì là khi kẻ AH vuông BC thì thầy nhìn thấy rằng là AC đang vuông góc sẵn với BC rồi mà. Được chưa? Vậy chúng ta kẻ tiếp một đường nữa là AK của các bạn. Nó vuông góc, đáng lẽ là nó vuông với SH thì bây giờ nó chính là vuông góc với SC. Thì từ đây ta suy ra là khoảng cách từ A đến SBC của các bạn đó chính là đoạn AK. Đây, thao tác ta làm luôn được chưa? Đây, đường này nhìn thấy AK của các bạn này. Được chưa? Và tính AK giúp thầy thì là 1 trên AK bình bằng 1 trên cho SA bình cộng với cả là 1 chia cho là AC bình. Kết quả bằng 1 chia cho 2 bình cộng với cả là 1 chia cho 2 bình. Đúng không? À vậy kết quả của các bạn nó bằng như sau. Ờ đúng nhỉ? Đề bài người ta cho bằng 2 hết à? À 1/4 cộng 1/4 tức là coi như là 1/2. Vậy từ đây ta suy ra là AK bình phương thì bằng 2. Nếu mà AK bình phương bằng 2 thì ta suy ra AK của các bạn bằng căn 2, đúng không? Từ đây ta suy ra AK nó bằng căn 2. Đấy. Thì từ đây ta suy ra là khoảng cách, đúng không? Từ đây ta suy ra là cái khoảng cách, các bạn nhìn chưa? Đây này, khoảng cách từ M đến mặt phẳng SBC có phải nó bằng một nửa cái khoảng cách từ A không? Nó chính là khoảng 1/2 AK. Đúng chưa? Thì kết quả nó là căn 2 chia 2 và bài ta khoanh đáp án B. Ok chưa? Dễ hiểu chưa? Nào bây giờ dễ hiểu chưa? À có bạn ra B rồi này, ok, cắt đúng rồi. Được chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nào xem hiểu chưa? Dễ hiểu chưa? Cứ nhớ cho thầy nhá, kỹ thuật đổi điểm này. Các bạn muốn đổi về điểm nào các bạn nối điểm ấy cho thầy. Được chưa? Muốn đổi về điểm nào các bạn nối điểm ấy cho thầy. Thì các bạn quan sát giúp thầy xem là nó song song hay nó cắt. Trường song song thì khoảng cách bằng nhau. Trường cắt thì nó sẽ tỷ lệ và cái điểm cắt nó sẽ được lặp lại hai lần. Nào dễ hiểu chưa? Bây giờ dễ hiểu chưa? Quá là dễ hiểu rồi đúng không? Đổi điểm thì em hiểu nhưng gì nhỉ? Nhưng gì nhỉ? Ok rồi thầy ơi, được chưa được chưa? Nào bạn nào hỏi bài này không nào? Nào có bạn nào hỏi bài này nào? Thầy ơi cho em chụp lại bài 6. Ừ rồi đây, thầy cho chụp lại bài. Ơ bài 6 à? Đây là bài 7 à? Nào lên trên này cho chụp lại bài 6 đây. Bài 6 đây. Được chưa? Mà sau buổi này thì thầy cũng đều gửi cho các bạn hết cái file này mà lo gì? Đúng không? Thầy đều gửi hết cái lại cái file này mà lo gì đâu. Nào chụp được chưa? Nào xuống đến bài 7 nhá. Đây, để nguyên cái bài 7 này cho chụp luôn này. Này. Đấy, để nguyên cái bài 7 này cho chụp nhá. Hiểu chưa? Các bạn quan trọng là các bạn phải hiểu. Chụp bài 7 với nhưng đoạn sau không thầy mà thôi để coi lại bài giảng rồi nhìn ngẫm từ từ thôi à. À cái này tương tự tỷ lệ trong tam giác đồng dạng à. Ấy kinh mà em được khai sáng rồi thầy ạ. Đang loát à? Ố thầy làm rất là từ từ đấy, thầy làm rất là từ từ luôn đấy.
làm rất là từ chậm chậm cho các bạn ấy. Em hiểu rồi đúng không? Ừ, rồi. Cứ nhớ đây là chúng ta dùng cái kỹ thuật đổi điểm là chúng ta sẽ nối với cả cái chân đường vuông góc như thế nào. Đấy. Các bạn muốn đổi về điểm nào các bạn nối về đấy cho thầy. Xong bài 8 chưa? Nào xong bài 8 nhá, dễ hiểu đúng không? Đấy. Bây giờ thì còn mông lung nữa không? Nào ta xem sang bài 8 nhá. Này. Được chưa? Úi rồi. Bài 8 này vừa mới giới thiệu cho các bạn hình chóp tam giác đều thì gặp đúng luôn. À lúc ấy thầy có bảo với các bạn là có một bạn hỏi là tứ diện đều đúng không? Ok. Nào bây giờ ta sang bài này đã nhá. Được chưa? Nào. Hình chóp tam giác đều. Rồi. Phóng to cái này ra mới được. Đây cho hình chóp tam giác đều. Đây. Thì bài này cho như sau. Cho hình chóp tam giác đều lúc ấy thầy đã nhắc nhắc cho các bạn là hình hình chóp đều rồi đúng không? Hình chóp đều là hình chóp mà có đáy nó sẽ là đa giác đều. Tức là đáy của các bạn là tam giác đều này, này vẽ vào nhá, tam giác đều này. Được chưa? Đấy, tam giác đều. Đấy. Đây, tam giác này A này, B này, C được chưa? Có phải là thầy có nhắc cho các bạn ấy, đó là cạnh bên thì bằng nhau, hình chiếu của đỉnh lên trên đáy là tâm đáy, đúng không? Thì các bạn xác định giúp thầy đấy là trọng tâm đúng không? Trong cái phần lúc nãy thầy có nhắc cho các bạn rồi đấy, được chưa nào? Xác định giúp thầy trọng tâm nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ giả sử các bạn lấy trung tuyến này, trọng tâm nó ra của ba đường trung tuyến đúng không? Nhưng mà các bạn không cần lấy ba đường trung tuyến đâu. Các bạn chỉ cần lấy AM này, các bạn chia tỷ lệ giúp thầy. Anh này của các bạn là G này. Sao cho này, các bạn nhìn là AG của các bạn ấy nó bằng 2 phần 3 của cái anh AM. Thì đây chính là tính chất của trung tuyến, đúng không? Đấy, các bạn cứ lấy như thế cho thầy là được. Coi như là chia ra làm 3 phần, các bạn lấy 2 phần ấy, từ chỗ nào? Thì nó chính là cái điểm G, chứ là trọng tâm, được chưa? Từ điểm G này các bạn dựng thẳng đứng lên cho thầy này. Dựng thẳng đứng lên nhé. Đấy. Được chưa? Đây chính là điểm S của các bạn, nó nằm ở trên này. Các bạn nối giúp thầy là SA này, SB này, được chưa? SC này. Đấy. Đây chính là hình chóp tam giác đều, được chưa nào? Đấy nhá. Tiếp đến là đề bài người ta bảo là có cạnh đáy thì bằng A, tức là cạnh đáy của các bạn coi như là tam giác đều của cạnh bằng 1. Và cạnh bên thì người ta cho là căn 21 trên 6, tức là tất cả các cạnh này của các bạn nó bằng nhau hết. Được chưa? Đấy, nó bằng căn 21 trên cho 6. Được chưa nào? Người ta bảo chúng ta đấy là tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng, đó là mặt phẳng SBC. À, rồi, ok. Xem nhá. Ta sẽ có như sau này. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC. Thì ta nhớ rằng là khoảng cách từ A ấy thì nó là không phải chân đường vuông góc. Chân đường vuông góc của các bạn phải là điểm G cơ. Đúng rồi, chân đường vuông góc phải là điểm G. À, thế thì ta sẽ dùng kỹ thuật đổi điểm. Ta sẽ đổi điểm này về cái điểm này giúp thầy. Đấy, đó là ta sẽ có như sau này. Khoảng cách mà từ A đến mặt phẳng SBC làm chậm này so với khoảng cách mà từ G đúng không đến mặt phẳng SBC này, được chưa? Thì các bạn nối giúp thầy hai cái đỉnh này lại, nối AG. Các bạn xem giúp thầy xem là nó cắt hay nó song song. Thì nối vào thì ta nhìn thấy ngay là nó cắt anh này của bạn tại cái điểm M đúng không? Bởi vì M của bạn là đang là trung điểm mà, được chưa nào? Thế thì từ đây ta suy ra anh này của các bạn nó sẽ được lặp lại hai lần, vác giúp thầy cái điểm A qua MA, vác giúp thầy cái điểm G này qua MG. MA mà chia cho MG thì có phải đây nhá, MA của các bạn mà chia cho MG thì tỷ lệ này là bằng 3. Đúng không? Bởi vì là chúng ta có là tính chất của là trung tuyến mà. Thì MG này của các bạn này đúng không? Thì có phải bằng 1 phần 3 của MA không? Đúng không? Tính chất trung tuyến mà. Được chưa? Thì anh này bằng 1 phần 3. Như vậy chứng tỏ rằng anh này của bạn bằng 3 lần. Được chưa nào? Vậy từ đây ta suy ra là khoảng cách mà từ A ấy cho đến mặt phẳng SBC ấy, thì nó bằng 3 lần khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng SBC, thầy chấm chấm ở đây nhá. Được chưa? 3 lần khoảng cách từ G. Vậy bây giờ chúng ta lại chỉ cần đi tìm khoảng cách từ G đến mặt phẳng SBC. Đây là khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt phẳng SBC, đúng không các bạn? Thì ta chỉ cần làm một cái động tác là như sau. Thứ nhất, SBC của các bạn nó cắt cái mặt phẳng đáy ABC. Tại đâu? Tại là BC, theo giao tuyến BC, đúng chưa? Sau đó các bạn làm giúp thầy đó là từ chân đường vuông góc các bạn kẻ giúp thầy là GH nó vuông góc với giao tuyến BC. Nhưng chúng ta cũng phát hiện ra rằng bởi vì tam giác đáy là tam giác đều cho nên cái đường này của bạn nó đồng thời là đường cao luôn. Đúng chưa? Tức là ta suy ra là điểm M của các bạn nó trùng luôn với cả điểm H. Đồng ý với nhau không?
đây này, được chưa? Và chúng ta nối quanh này quay về đỉnh, đây nối quay về đỉnh đây, được chưa? Anh này nối quay về đỉnh đấy, được chưa? Nối quay về đỉnh nhá, đây được chưa? Và các bạn kẻ giúp thầy thêm một cái đường nữa, đó là kẻ GK nó vuông góc với cả là gì, SH, nhưng bây giờ nó trở thành SM. Và từ đây ta suy ra đó là khoảng cách từ điểm G cho đến mặt phẳng SBC nó chính là cái anh GK của các bạn đây, GK. Đồng ý với nhau chưa nào? Được chưa? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Ừ. Hiểu không? À có bạn ra là ra B này, ok. Nào, thế bây giờ ta tiếp nhá, ta tiếp này. Thế nếu mà GK rồi thì bây giờ nhiệm vụ của bạn là đi tính GK thôi. Ta có như sau, ta có này là một trên cho là GK bình. Đúng không? Thì nó bằng 1 trên cho là SG bình cộng với cả là cái gì? Là 1 trên cho là GM bình. Đúng chưa? Đấy. Thì nhiệm vụ của các bạn là đi tính giúp thầy là SG này, đi tính giúp thầy là cái anh GM này, được chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ tính giúp thầy cái anh là GM trước đi, ta sẽ tính trước nhá, anh GM này của các bạn này. Có là GM của các bạn. Thì có phải bằng 1/3 của cái anh AM không? Đúng không? Tính chất trung tuyến mà, được chưa nào? Thế thì bây giờ nó là 1/3. Anh AM này của các bạn có phải đóng vai trò chính là đường cao trong tam giác đều. Vậy có phải là thầy nhắc trong phần lý thuyết ấy, đường cao trong tam giác đều nó là cạnh căn 3 chia 2. Kết quả nó là 1/3 nhân với cạnh của các bạn bằng 1 nhân với cả là căn 3 chia 2. Kết quả nó bằng căn 3 chia 6. Ok, xong rồi anh. Được chưa? Thế còn anh còn lại của các bạn đó chính là cái anh là liên quan đến là anh SG. À ok, nào anh SG này của các bạn nhé. Ta nhìn này, anh SG bình phương thì có phải nó bằng anh SA bình phương trừ đi cái anh đó là GA bình. Đúng chưa? GA bình nhá. Thì có phải là chúng ta có như sau, SA của các bạn đề bài người ta cho bằng căn 21 trên 6, căn 21 chia cho 6 tất cả bình trừ GA. Thì nhớ này, có phải là tính chất của trọng tâm ấy thì cái anh GA này của các bạn nhé thì nó có phải đang gấp đôi, gấp hai lần, gấp hai lần, gấp hai lần cái anh GM không? Đúng không? Tính chất trọng tâm mà. Thì có phải bằng nhân đôi lên giúp thầy anh này, tức là nó bằng 2 nhân với cả là căn căn 3 chia cho 6 tất cả bình. Kết quả nó bằng đây. Xem ra bao nhiêu nhá. À, căn 21 chia cho 6. Thầy bấm luôn máy tính nhá. Bình phương, được chưa? À, trừ đi anh này của các bạn nó là căn 3 chia cho là 3. Đấy, bình phương, được chưa? Anh này của các bạn nó bằng 1/4, đẹp thế. 1/4. Vậy từ đây các bạn lắp vào giúp thầy thì anh này của các bạn nó bằng 1 trên SG bình phương này là 1/4 cộng với 1 trên GM bình phương này, nó là căn 3 trên cho 6 tất cả bình. Vậy kết quả của các bạn nó bằng, xem nhá. Anh này của các bạn nó bằng 4 này cộng với anh này nó là 36 mà chia cho 3, đúng không? 36 chia cho 3. À, anh này nó bằng 16, đẹp quá. Như vậy là GK bình phương bằng 16 thì ta suy ra 1 trên GK chứ. GK bình phương nó sẽ bằng là 1 phần 16. Và từ đây ta suy ra GK của các bạn nó sẽ bằng 1 phần 4. Nếu GK bằng 1 phần 4 thì ta có là anh này của các bạn này, đúng không? Nhá. Khoảng cách anh này nó bằng GK, tức là anh này bằng 3 lần của GK. Vậy kết quả nó bằng 3 nhân với cả là 1 phần 4. Và kết quả nó chính là 3 phần 4 của GK. Ok, ta xem nhìn bài này, đáp án C. Bạn nào ra đáp án C chuẩn xác luôn. Hiểu không? Nào bây giờ xem đã thông thạo chưa? Xem đã thông thạo chưa? Đây. Này thầy để nguyên như này nhá. Nào xem đã thông thạo chưa? À có bạn ra B à? Ốc. Sao ra A? Ừ nhờ thôi chết rồi. Anh này nó là A, đúng rồi đấy. Xin lỗi các bạn, đúng không? Chỗ này nó phải còn A nữa chứ. Bởi vì là chỗ này nó là A mà, để là A, ok. Đấy, bài này nó lại còn để theo kiểu là 3 phần 4 A với lại 3 phần 4. Thực ra thì trong cái đề nó ít cái kiểu này lắm. Đoạn B nhá, đúng không? Hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu cách làm chưa? Dễ hiểu không? Dễ hiểu chưa? Được chưa? Quá là dễ hiểu chứ còn gì nữa, đúng không? À, có bạn hỏi là AK vuông góc với SH được không? Được. À, GK vuông góc với SH được không? Được mà. Nhưng mà cái điểm H với điểm M nó trùng với nhau mà.
H với M nó trùng với nhau nhá. Rồi về dễ hiểu quá nhở. Được chưa? Ok chưa? Học thầy sớm thì pro hình không gian trong lớp à? Ôi đấy. Đấy thì chưa? Nhớ này, cái khoảng cách của các bạn ấy, nó chỉ có 3 tình huống. Thì tình huống đầu tiên là tình huống mà khoảng cách từ chân đồng góc đến mặt nghiêng. Thì đây là cái bài toán gốc. Tình huống số 2 là khoảng cách từ một điểm bất kỳ cho đến một mặt phẳng nghiêng. Thì nhớ cho thầy ta sẽ dùng kỹ thuật đổi điểm. Thì kỹ thuật đổi điểm là các bạn cứ nối giúp thầy về cái chân đồng góc thì nó sẽ xảy ra hai tình huống, một là song song, hai là cắt. Thì nếu mà song song thì là cái khoảng cách bằng nhau, còn nếu mà cắt thì nó sẽ tỷ lệ. Được chưa? Nhớ cho thầy như thế là chắc chắn làm được. Ở đây trình bày tự luận như thế này luôn mà. Tất nhiên là trình bày tự luận là không phải là như thầy như thế này, không phải là viết theo mũi tên như này, chẳng qua thầy viết mũi tên như này để các bạn dễ hình dung. Thì trong cái đề, trong cái bài tự luận ấy, thì các bạn là bỏ cái mũi tên này đi này, ta ghi là khoảng cách từ A đến FBC so với khoảng cách từ G đến là SBC thì nó bằng là MA chia MG. Được chưa? Cái chỗ này là để các bạn dễ quan sát này, này. Đây, nối anh này vào, các bạn ghi tỷ lệ như thế này không bao giờ bị trừ điểm, và các bạn suy ra cái khoảng cách này nó bằng là 3 lần của khoảng cách từ G. Sau đó khoảng cách từ G các bạn trình bày như thế này cho thầy. Được chưa? Đấy, và các bạn thêm một cái bước nữa là bước chứng minh. Chẳng qua chỗ này thì thầy không muốn chứng minh lại thôi. Chứ còn chứng minh thì trong cái phần lý thuyết thì thầy chứng minh rồi. Được chưa nào? Dễ hiểu không? Quá dễ hiểu luôn, đúng không? Được chưa nào? Có bạn nào thắc mắc bài này không? Nào có bạn nào thắc mắc không nào? Để ta sang dạng cuối cùng nào, dạng cuối cùng rất là dễ luôn đấy. Được chưa, được chưa? Nào có bạn nào thầy xem là có bạn nào thắc mắc không nào? À, thầy xem là có bạn nào thắc mắc nha. À, thầy gửi các bạn một cái link khảo sát như thế này giúp thầy một chút nhá. Đấy, các bạn tranh thủ khoảng cỡ 2 phút. Các bạn điền giúp thầy cái link khảo sát này. Ừ. Thầy ơi kéo lên cho em chụp cái màn hình phần đầu đi nha. Ờ rồi ok. Đấy, có một cái link khảo sát đây, được chưa? Đấy. Nào. Các bạn dành ra khoảng cỡ 2 phút giúp thầy, các bạn điền giúp thầy cái link khảo sát nhé, sau đó ta vào dạng cuối cùng. Mong học lâu học dài cũng thấm cũng hiểu à. Ok. Nào bây giờ phần đầu là phần nào nhỉ? Đấy, thầy để nguyên bài 8 như thế này. Phần đầu là bài nào đấy? Phần đầu là bài nào nhỉ? Mưa dần thấm lâu. Ừ đúng rồi, tại vì chẳng qua là các bạn không học thầy ngay từ đầu cái chương trình lớp 11 của các bạn thôi. Chứ còn ví dụ như là cái đội mà nói thực với các bạn là cái đội mà đang học lớp off của thầy là cái đội đấy là bây giờ nó cũng dạng này là bây giờ nó vào đầu phết rồi đấy. Phần đầu lý thuyết à? Ok. Nào. Đây phần đầu lý thuyết đây. Phần số 1 của lý thuyết đây. Thu nhỏ lại cho xem. Đây, phần số 1 của lý thuyết đây. Đấy. Đây là phần số 1 lý thuyết đây. Có cái phần mà chúng ta dùng một số những cái công thức tính nhanh như này. Chờ. Xong rồi ạ. À? Rồi ok. Đến với dạng cuối nhá, được chưa? Ôi, giảng quá dễ hiểu cho các bạn cái đoạn này rồi đúng không? Nào, ta tiếp này. Rồi, bây giờ các quay lại bài số 5 nhưng mà chỗ này thì thầy sẽ cung cấp lý thuyết, được chưa? Hôm nay là giảng hết cho các bạn khoảng cách từ điểm cho đến mặt phẳng. Nào. Ba nhỏ đấy là khoảng cách từ một cái điểm bất kỳ cho đến một cái nó gọi là mặt phẳng đứng đấy. Mặt phẳng đứng à, đến đây thì rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc là cái mặt phẳng đứng là mặt phẳng gì, thì nhớ giúp thầy là mặt phẳng đứng ấy là mặt phẳng mà nó sẽ vuông góc về đáy à. Hoặc là các bạn có thể hiểu rằng là nó đang chứa đường cao đấy, vuông góc cái đáy này, chứa đường cao, chứa cái đường cao thì người ta gọi là mặt phẳng đứng nhá, chứa đường cao đấy, được chưa? Bài này thì dễ à, ta sẽ có như sau. Cho một cái hình chóp là ABC đây, cho một hình chóp ABC nhá, đấy có SA đang vuông góc mặt phẳng đáy, được chưa? S này, được chưa? A này, B này, C này, được chưa nào? Đấy. Bây giờ đề bài người ta bắt các bạn như sau, đó là tính giúp thầy cái khoảng cách là từ B cho đến cái mặt đó là SAC, xem nó bao nhiêu, và khoảng cách từ điểm C cho đến mặt SAC,
xem nó bằng bao nhiêu. Thì nhớ ASBC chứ lại ASAB chứ lại SAC, SAB nhé. SAB. Cho nó bằng bao nhiêu? Thì nhớ này là cái mặt SAB ấy với mặt SAC các bạn quan sát không? Nó tương chứa đường cao SA, nhìn thấy chưa? Thì cái mặt này gọi là mặt đứng nhá. Thế còn tất cả hai cái dạng trước các bạn nhìn lại nó xem, không có anh nào của các bạn nó chứa đường cao cả thì thầy sẽ gọi đấy nó gọi là mặt phẳng nghiêng. Đúng không? Bởi vì nó không có bên đáy mà thì thầy sẽ gọi là mặt phẳng nghiêng. Được chưa? Thế còn dạng này của bạn nó chính là dạng mà khoảng cách từ một điểm bất kỳ cho đến là mặt phẳng đứng. Được chưa nào? Ok. Này nhá. Tất cả những cái khoảng cách này người ta gọi là mặt phẳng đứng. Rồi, tiếp nhá. Bây giờ đề bài người ta cho như thế này thì bạn làm như thế nào này? Thì chúng ta có như sau. Cái này chỉ có đúng một bước thôi các bạn ạ. Dễ lắm, được chưa? Thôi nhưng mà tách ra như thế này cho các bạn dễ này. Đó là các bạn tìm giúp thầy cái anh giao tuyến trước đã. SAC giao với cả là mặt phẳng này ABC. Các bạn nhìn thấy không, là cứ tính khoảng cách thì các bạn tính tìm giao tuyến trước, được chưa? Thì theo giao tuyến là AC. Rồi các bạn kẻ giúp thầy, bước đây là bước số 1 này, bước số 1 nhá. Thực ra nó cũng chẳng là bước cái đầu tiên đâu, bước số 2 của các bạn. Đó là các bạn kẻ giúp thầy là cái anh BH này của bạn nó vuông góc với cả giao tuyến AC. Thì từ đây ta suy ra đấy là khoảng cách từ B đến cái mặt SAC nó chính là BH. Rất nhẹ nhàng luôn. Bây giờ thầy sẽ chứng minh cho các bạn được chưa nào? À và tương tự như thế nhá, tương tự như thế này, được chưa? Đó là cái mặt SAB của các bạn ấy nó vuông à, nó cắt cái mặt ABC của các bạn ấy theo giao tuyến, đó là giao tuyến AB, được chưa? Và bước số 2, đây là bước 1 này, bước số 2 là các bạn kẻ giúp thầy là CH nó vuông góc với giao tuyến AB. Thì từ đây ta suy ra đấy là khoảng cách từ C đến SAB của các bạn nó chính là đoạn CK, được chưa nào? À CK chứ không phải CH, đây là CK, được chưa? Đấy, bây giờ thầy sẽ chứng minh qua cho các bạn một chút nhá, bởi vì là một số bạn thì trên lớp thì nhớ đâu là các thầy cô lại bắt các bạn làm theo kiểu tự luận thì người ta làm thế nào, được chưa nhỉ? Phần 1 là gì ấy thầy? Phần 1 là gì nhỉ? Phần 1 là gì? Chưa hiểu câu hỏi của bạn ấy là phần 1 là gì. Rồi chứng minh một chút nhá, chứng minh cái này nó chỉ có hai ba dòng là xong. Bây giờ các bạn sẽ có như sau này là BH của các bạn nhé, đây thầy kẻ vào đây này, nhìn nhá, BH của các bạn vuông góc đây này, được chưa? BH nó vuông góc với AC mà BH của các bạn nó cũng vuông góc luôn với SA, bởi vì SA đang vuông góc với đáy mà, thì từ đây ta suy ra là BH nó vuông góc với cả mặt phẳng SAC theo đúng cái mà tinh thần của là khoảng cách, thì chúng ta có là khoảng cách từ B đến SAC của các bạn nó chính là BH, chuẩn chưa? Đấy, chứng minh có mỗi vậy mấy dòng là chúng ta xong, được chưa nào? Đấy, vậy chúng ta có là cái CK thì tương tự các bạn từ C các bạn kẻ vuông góc với giao tuyến, cứ nhớ là cái bài toán mà khoảng cách ấy, là các bạn tìm cái đường giao tuyến trước rồi các bạn kẻ vuông góc. Rồi, xong lý thuyết, được chưa? Sau đó ta vào bài tập. Khoảng cách từ chân vuông góc tới mặt phẳng nghiêng, khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến mặt phẳng nghiêng. À, tiêu đề à? Đúng rồi. Cảm ơn Kiên nhá. Ok. Cảm ơn Kiên rất là nhiều. các bạn phải hỏi rõ chứ đúng không? Thầy là sao? Thầy không biết là các bạn đang định hỏi cái phần gì. Được chưa? Ghi xong lý thuyết thì chúng ta sẽ vào phần bài tập. Rồi bài tập của các bạn chắc là khoảng 10-15 phút nữa chúng ta xong mà. Vừa đẹp luôn. Này học từ 9 ra kém 15. Rồi, mất khoảng 5 phút chém gió với các bạn một chút. Sau đó thì ta vào lý thuyết, rồi vào bài tập đúng không? Tầm 2 tiếng đấy. Tốc độ như thế này có bị nhanh quá hay là chậm quá như nào không? Thầy biết là chắc chắn là sẽ có nhiều bạn nhiều ý kiến khác nhau. Được chưa? Nhưng mà thôi, buổi đầu người ta làm quen vừa ok ta làm quen với nhau. Bây giờ thì Tiến Đạt bây giờ có còn bị mà kiểu như là gọi là hoang mang cái dạng số 2 lúc nãy không, khoảng cách từ một điểm bất kỳ không, bây giờ còn hoang mang nữa không? Bây giờ em có thể lôi bất kỳ một bài nào ở trên lớp của em áp dụng phương pháp của thầy xem bây giờ có còn hoang mang không, không còn đảm bảo là làm bài nào cũng ra nhé, đảm bảo luôn là bài nào cũng ra luôn. Cái kỹ thuật chuyển điểm rất là hay, bài tập trên lớp nó lạ lắm à, lạ gì. À, khoảng cách từ điểm nằm trong mặt phẳng mà đến mặt phẳng khác thì chẳng qua khoảng cách vẫn là khoảng cách từ điểm thôi mà em.
Không bao giờ đề bài người ta bắt tính là khoảng cách từ mặt phẳng đến mặt phẳng. Các cái phần lớp 11 của các bạn không bao giờ người ta bắt các bạn tính từ mặt phẳng đến mặt phẳng. Bởi vì mặt phẳng đến mặt phẳng thì phải là hai mặt phẳng song song với nhau. Chưa? Khoảng cách giữa hai mặt phẳng thì là hai mặt phẳng song song với nhau. Nó lạ lắm á. Rồi sau các bạn cứ gửi lại xem thầy xem cho các bạn xem là lạ như thế nào nhá. Rồi. Lúc học nó khác à? Đấy, sau rồi các bạn thử xem lại cái video của thầy, sau rồi các bạn thử áp với cái bài trên lớp xem nhá. Thầy dạy bao nhiêu khóa rồi thầy biết mà. Nào vào phần bài tập. Vào phần bài tập. Cho hình chóp là SABCD có SA của các bạn đang vuông góc cả mặt phẳng đáy ABCD rồi. Nào. Đây. Ta có nhá, đây anh này của các bạn là A đây, đúng không? B đây, đúng không? C đây, D đây, đây nhá. SA đang vuông góc mặt phẳng đáy này. Đấy, SA đang vuông góc mặt phẳng đáy này. Các bạn tập vẽ hình bằng tay đi nhé. Như thầy đây là thầy cũng đang vẽ hình toàn bộ bằng tay hết đấy. Được chưa nào? Đi thi thì không có thời gian cầm cái thước đâu. Người ta cho SA bằng 1. Được chưa? Người ta cho đáy ABCD đó là hình vuông của cạnh bằng A. Rồi, cạnh bằng 1 luôn. Được chưa? Đấy. Người ta hỏi chúng ta là khoảng cách từ B đến mặt là mặt SAC. Đây này, cái mặt SAC của các bạn là mặt này. Nhá. Đấy, được chưa? Đây. SAC nhá. Này, S này. A này, C này, được chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn giúp thầy này, cái mặt SAC ấy đó là mặt đứng, đúng không? Bởi vì nó đang chứa đường cao mà, đúng không nhỉ các bạn? Đây nhá, SAC nhá. Đúng không? Đây là nó đang chứa cái đường là SA. Cho nên ta sẽ suy ra là SAC nó chính là mặt phẳng đứng. Mặt phẳng đứng. Cái này thì lúc trình bày thì chúng ta không ghi vào vở. Chỗ này là thầy cố tình ghi ra để cho các bạn phân biệt giữa các dạng thôi, được chưa nào? Đấy, mặt phẳng đứng rồi. Thế thì cái dạng này của các bạn nó chính là khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến một mặt phẳng đứng, đúng không? Thì ta sẽ có là bước số 1 nhá, làm tìm giao tuyến của hai mặt phẳng này ABCD của các bạn. Được chưa? Thì nó giao nhau tại đúng là điểm là gì? À, giao tuyến là AC. Đúng không? Vậy từ đây ta suy ra à, các bạn kẻ cho thầy, đó là một cái anh là BH của các bạn. Nó vuông góc với giao tuyến là vuông góc với AC. Thì từ đây ta suy ra đó là khoảng cách mà từ B đến SAC nó chính là BH luôn. Được chưa? Đây các bạn kẻ vuông góc vào nhá. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy ngay là bởi vì là ABC nó là hình vuông ấy, đúng nhỉ? Vì này, ABCD là hình vuông nhá. Là hình vuông này. Được chưa? Cho nên từ đây ta suy ra là H của các bạn nó là trung điểm. Trung điểm của AC luôn. Đúng không? Bởi vì là hai đường chéo nó sẽ vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường mà. Đây này. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Được chưa? Anh H của các bạn nó sẽ nằm ở đây luôn. Được chưa nào? Và cái chiều dài của các bạn nó chính là gì đấy? Là BH luôn. Được chưa? Đấy, BH của các bạn thì đơn giản rồi. Bây giờ ta có là BH của các bạn nhé. Thì nó bằng một nửa của BD. B chia 2. Đúng không? Mà BD của các bạn thì nhớ rằng là tam giác này nó sẽ là tam giác vuông cân. Đúng không? BCD là tam giác vuông cân nhá. Thì cạnh huyền bằng cạnh góc vuông nhân với căn 2. Cung cấp trong phần lý thuyết rồi. Chia cho 2. Và kết quả bằng 1 nhân với cả là căn 2. Chia cho 2. Và kết quả là căn 2. Chia cho 2. Và bài này ta khoanh được là đáp án B. Ok. Được chưa? Người ta cho SA không để làm gì cả. À B à? B à? Ờ rồi ok. BO rồi ok. Rất chính xác. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Có muốn làm thêm một bài nữa không? Có muốn làm thêm một bài nữa mà các bạn tự làm không? Muốn làm thêm không? Thầy cho các bạn nhé. Thử làm nhé. Thử làm dạng này nhé. Dạng này dễ nhá. Rồi. Dạng này dễ này. Có đúng không? Ờ rồi ok. Đấy. Đây. Thầy đã chuẩn bị trước cho các bạn một cái câu nó gần gần tương tự như thế đây. Nào, làm luôn cho thầy bài này xem. Cho một hình lăng trụ đứng. Ở chỗ này thì nhớ này, lăng trụ đứng là có nghĩa là cạnh bên của các bạn ấy là nó sẽ vuông góc với cả đáy. Nhá, lăng trụ đứng, lăng trụ mà có cạnh bên với cạnh đáy. Đấy. Thử làm cho thầy bài này xem ra đáp án là bao nhiêu nào. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng là BC C phải B phải. Đấy, thử làm cho thầy xem. Thầy cho các bạn 2 phút xem là các bạn làm bài này giúp thầy xem là ra đáp án là gì nào. Đây là bài thêm nhá. Chứ còn trong cái bài của chúng ta là hôm nay có 8 bài thầy giảng hết cho các bạn xong hết rồi.
Chẳng qua đây là bài thêm thì thầy cố tình thì đưa vào để cho các bạn nắm vững kiến thức thôi. Được chưa? Ủa đó, bài hôm nay có hay không các bạn? Bài hôm nay tuyệt vời chưa? Cho em chụp bài trên được không thầy? Thì em chụp câu 5 với mải nghe quên chụp rồi. Rồi ok. Lát nữa thầy cho các bạn chụp lại hết. Thầy cho bạn nào cần chụp bài nào ở lại thầy cho chụp lại hết. Yên tâm nhá. Thường thì các anh chị lớp 12 mà học thầy cũng thế mà. Vì thầy giảng theo kiểu là hiểu bản chất. Tức là có thể là thầy sẽ không bấm máy tính nhiều đâu. Bởi vì cái khóa mà khóa của các anh chị 2K4 thì lại thi riêng. Tức là các bạn thấy rằng là một số trường thì hiện nay thì bắt đầu theo hình thức là thi riêng mà lại có thi riêng thì có tự luận chứ đúng không? Cái khóa 2K5 của các bạn thầy cũng chưa biết là cái tình hình là cái đề thi nó như thế nào cả, là các trường có còn thi riêng nữa không thì chúng ta cũng chưa biết, chắc là phải chờ thôi, không biết thế nào cả. Chúng ta học theo kiểu là hiểu bản chất. Nào thầy xem là bài này các bạn đã ra chưa? À có bạn ra D rồi này. Xem nhá. Đấy, thầy vẽ hình cho các bạn nhá, để cho các bạn dễ làm nhá. Cho một hình lăng trụ đứng này, còn đáy nó là tam giác vuông tại đỉnh A này. Đây, thầy vẽ hình cho các bạn cho nó dễ này. Được chưa nào? Thầy vẽ hình cho nó dễ này. Nhá. Nào. Hình này của các bạn đây. Đây là hình lăng trụ đây. Nhớ là lăng trụ đứng nhá. Lăng trụ đứng này. Đấy, lăng trụ đứng là A này, B này, C này, anh này là A phẩy này, anh này là B phẩy này, anh này là C phẩy này, được chưa? Nhớ lăng trụ đứng là lăng trụ mà có cạnh bên vuông góc bị đáy, được chưa nào? Cạnh bên của các bạn đang vuông góc bị đáy này. Đấy. Nhớ nhá. Đề bài người ta cho là tam giác ABC tam giác vuông tại A, rồi. Người ta cho tiếp là cạnh BC của các bạn thì nó bằng 2. Người ta cho cạnh AB thì bằng căn 3. Người ta hỏi chúng ta là khoảng cách từ cái điểm A của các bạn đến mặt phẳng đó là BC C phẩy B phẩy rồi đấy. Nào xem giúp thầy xem là anh em bằng bao nhiêu. Có mỗi một bạn ra tiếp xem nào, tiếp xem nào, tiếp xem nhá. À có bạn thì ra C này. Nào tiếp xem nào, cố lên các bạn. C này, C này, C rồi xong bắt đầu lại mặt khóc là sao? Bình tĩnh nào, chắc gì đã sai đúng không? Chắc gì đã sai? Bạn ra D nhưng mà mình ra C thì chứ chắc đã sai. Nào bây giờ thầy sẽ chữa nhá. Ta có này, cái mặt phẳng là BC, C phải B phải ấy, đúng không? Thì đây là mặt đứng. Tại sao đây là mặt đứng? Bởi vì nó chứa cái đường là đường BB phải này của các bạn này, nó đường cao mà, nó cũng có bị đáy mà đúng không các bạn? Anh này của các bạn nhá là nó chứa cái đường BB phải. Đúng không? Bên bên phải này của bạn đang vuông góc với đáy mà. Nó vuông góc với cả là ABC mà. Đúng không? Cho nên từ đây ta suy ra là cái mặt phẳng này của các bạn này. Đây là mặt đứng. Mặt đứng nhá. Đúng không? Đấy. Ta phải phân biệt giữa các dạng. Vậy chỗ này chúng ta có như sau. Các bạn tìm giúp thầy là BC, C phải B phải. Nó giao với cả cái mặt phẳng ABC của các bạn. Giao nhau theo giao tuyến đó chính là BC. À, khi đó thì chúng ta chỉ cần kẻ là AH của các bạn nó vuông góc với giao tuyến BC, thì từ đây ta suy ra khoảng cách từ A đến mặt phẳng BC C phải B phẩy của các bạn được chưa, thì nó chính là bằng là anh AH đúng không? Đây các bạn kẻ vào giúp thầy này, kẻ vuông góc vào đấy được chưa, này AH này của các bạn. Mà muốn tính AH thì chúng ta dùng đó là 1 trên AH bình thì bằng là 1 trên cho AB bình cộng với cả là 1 trên cho là AC bình. Thì anh này của các bạn lắp số vào này, 1 trên cho AB bình. Thầy vẫn để nguyên đây đi. AC bình ta dùng Pythagore đúng nhở? Thì có phải nó bằng BC bình này trừ đi là AB bình không? Đúng chưa? Vậy kết quả của các bạn nó bằng 1 trên AB bình, nó là căn 3 bình phương cộng với 1 trên đúng không nhở? Là BC bình là 2 bình trừ đi căn 3 bình phương. Kết quả của các bạn nó bằng này, xem anh này bằng bao nhiêu nào. Anh này của các bạn nó là 1 phần 3 cộng với cả là 1 à? Đúng rồi. Thế là 4 phần 3. 4 phần 3.
4 phần 3 ta suy ra là anh A hát bình phương thì đâu bằng 3 phần 4. Nó bằng 3 phần 4 thì ta suy ra là A hát của các bạn đó bằng căn 3 trên 2. Căn 3 trên 2, ôi rồi đúng rồi, bạn nào ra đáp án C chuẩn luôn. Ok chưa? Tuyệt vời chưa? À, có bạn khoanh C theo mấy bạn. Em khoanh C theo mấy bạn à? Khoanh C theo mấy bạn làm gì em? Nào bây giờ thầy hỏi các bạn này. Bây giờ thầy hỏi các bạn nhá. Nào bây giờ thầy hỏi thầy, các bạn có muốn thêm một câu hỏi phụ không? Của cái bài này không? Để cho các bạn là chắc kiến thức không? Nào bây giờ thầy cho các bạn thêm một câu hỏi phụ nhá. Nào bây giờ thầy cho một các bạn thêm một câu hỏi phụ này. Rồi, câu hỏi phụ đầu tiên. Câu hỏi phụ đầu tiên. Thầy gọi M là trung điểm của anh A phải. Được chưa? Tính cho thầy khoảng cách từ M đến mặt phẳng là B, C, C phẩy, B phẩy. Tính cho thầy khoảng cách từ M đến mặt phẳng này. Đấy. Được chưa? Nào. Tính giúp thầy này. Đây là câu hỏi phụ đầu tiên. Để cho các bạn thực sự hiểu về khoảng cách. Đây. Tính giúp thầy này. Thầy gọi M là trung điểm nhá. Thầy gọi M là trung điểm. Được chưa? Đấy. Gọi M là trung điểm. Ok. Đây. Tính giúp thầy khoảng cách từ M đến mặt phẳng B, C, C phải B phải. Nào xem nào. Đấy. Nào xem. Câu này chỉ được suy nghĩ trong 30 giây thôi. Câu này chỉ được suy nghĩ trong 30 giây thôi. Để cho các bạn thực sự các bạn hiểu. À rồi tuyệt vời luôn. Các bạn dùng cái kỹ thuật gì? Dùng kỹ thuật đổi điểm cho thầy. Trời ơi, thầy dạy các bạn rồi. Nào, bây giờ nhá, khoảng cách từ M, đây, thầy giảng để cho các bạn hiểu này, thực sự hiểu về khoảng cách luôn. Khoảng cách từ M so với khoảng cách từ A đến mặt phẳng B, C, C phải B phải. Được chưa? Các bạn nối giúp thầy hai cái anh là M, A lại. Thì các bạn thấy như thế nào so với cả mặt phẳng B, C, C phải B phải? Các bạn thì nó song song. M, A các bạn đang song song mà, đúng chưa? Thì cái tỷ lệ này nó bằng 1. Khoảng cách như nhau. Cho nên từ đây ta suy ra là khoảng cách từ M đến B, C, C phải B phải. Nó cũng bằng luôn khoảng cách từ A. Và nó bằng căn 3 trên 2 luôn. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Bây giờ hiểu chưa? Hiểu chưa? Được chưa? Được chưa? Nào bây giờ câu hỏi phụ thứ hai. Câu hỏi phụ thứ hai nhá. Để kết thúc bài học hôm nay này. Rồi ôi. Nào. Câu hỏi phụ thứ hai như sau, câu hỏi phụ thứ hai này, bây giờ thầy gọi điểm N nó là trung điểm của cạnh AC, tính giúp thầy khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng BC C phải B phải. Tính giúp thầy khoảng cách. Đây. Xem nó bằng bao nhiêu. Nào, tính giúp thầy nhá, đây câu hỏi phụ thứ hai. Khoảng cách từ N đến mặt phẳng BC C phải B phải. Tính giúp thầy. À, C chia 2, kinh chưa? Nào, các bạn khác nào xem nào. Khoảng cách từ N đến mặt phẳng đó là B, C, C phải B phải. Câu hỏi phụ thứ hai. À rồi, A căn 3 chia 4, tuyệt vời luôn các bạn. Bây giờ hiểu thực sự chưa? Các bạn chỉ cần dùng gì thôi. Cái này chúng ta dùng là gì? Đổi điểm, kỹ thuật đổi điểm. Này, đổi về điểm A. Khoảng cách so với điểm A đến mặt phẳng B, C, C phải B phải. Đúng không? Thì có phải chúng ta nối cái anh này lại. Nối cái anh NA lại. Thì ta thấy nó đang cắt cái mặt phẳng B, C, C phải B phải. Nó cắt tại đâu? Nó cắt tại C. Đúng không? Nối lại. Nó cắt tại C. Thì điểm C của các bạn được lặp lại hai lần. Sau đó vác giúp thầy cái đỉnh AN này qua. Vác giúp thầy cái đỉnh này qua. CN mà chia cho CA. CN chia CA. Thì anh này nó bằng 1 phần 2. Vậy từ đây ta suy ra khoảng cách từ N đến B, C, C phải B phải. Nó bằng 1 phần 2 cái khoảng cách từ A, đúng không? Khoảng cách từ A đến cái mặt phẳng này. Và chính là căn 3 chia 4, đúng không các bạn? 1 phần 2 nhân căn 3 chia 2. Và nó bằng căn 3 chia 4. Bây giờ hôm nay học xong khoảng cách rồi. Hiểu thực sự chưa? Hiểu khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng chưa? Ok chưa? Hay chưa? Ok đúng không? Đấy.
Đấy, các bạn còn một cái bài khoảng cách nữa, đây là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Đây là cũng là một cái bài rất là hay. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau nó khó hơn nhưng mà cũng rất là hay đấy. Ok, đấy. Xong, kết thúc bài hôm nay, được chưa? Rồi. Hẹn gặp các bạn vào hôm sau nhé các bạn nhé. À, chụp à, rồi ok, quên mất đấy, để cho các bạn chụp, được chưa? Nào. Chụp câu số mấy nhỉ? Câu số 5 hả? Đây, câu số 5 đây. Đấy, thầy để nguyên nhà cho chụp nhá, được chưa? Bye bye các bạn nhé. Bạn nào mà cần chụp thì ở lại, thầy sẽ để lên cho các bạn để các bạn chụp, được chưa? Chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần sau. Em lượn trước à? Rồi, ok. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye các bạn. Em rất chào thầy. Thầy có gửi cái gì nhỉ? À, thầy có gửi filter là sao nhỉ? Em chào thầy. Dạ, rất chào các bạn nhé. Rất chào các bạn. Được chưa? Bye bye bạn. Học thầy mình pro hẳn à? Đấy. Bây giờ các bạn cứ lôi bất kỳ một bài nào ở trên lớp, các bạn học khoảng cách từ điểm với mặt phẳng, các bạn lôi ra mà xem. Gửi file à? Có gửi file, nhưng mà thầy sẽ gửi đó là thông qua chị trợ giảng của thầy, xong đó thì chị trợ giảng sẽ up lên cái lớp lớp chung nhá cho các bạn, được chưa? Có gửi file, cả file lý thuyết, cả cái file thầy giải luôn đấy, được chưa nào? Sao tự nhiên cái anh này nó lại thành à, nó chết rồi đấy. Đấy, đều gửi cho các bạn cả file lý thuyết, cả cái file thầy giải cho các bạn nhé. Em được khai sáng rồi thầy ạ. Rồi, bye bye các bạn, được chưa? Đấy. Bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào hôm sau, được chưa nào? Nào, bạn nào cần cần chụp lại cái gì nữa nào? Chụp thêm thầy ghép vào nữa đi. Được chưa? Ok, bye bye các bạn nhé. Được chưa nào? Học phải được khai sáng chứ đúng không? Rồi, nào xem có bạn nào cần chụp gì nữa không nào? Chắc là không nữa đúng không? Rồi, ok, thế thầy ao nhá.